Rồi chào tất cả các anh chị. Hôm nay là buổi học thứ hai, có thể nói là buổi học đầu tiên chỉ làm quen giới thiệu thôi, hướng dẫn căn bản bên ngoài thôi. Hôm nay là buổi học chính thức và là buổi học quan trọng nhất, là nền tảng để cho các anh chị sau này có thể gọi là phân tích thị trường được hay không là tùy thuộc vào hôm nay. Thì tất cả mọi thứ là buổi hôm nay sẽ quyết định cho anh chị đủ kiến thức về nến, kiến thức về xu đường xu hướng, trendline, hỗ trợ kháng cự là chiếm 50% trong giao dịch phân tích sau này. Vì thế những anh chị nào vắng mặt thì em sẽ xem danh sách đây, và những anh chị nào học vắng mặt thường xuyên là học không có chất lượng thì sẽ ảnh hưởng tới vấn đề cam kết sau này giữa hai bên. Thì các anh chị chịu khó vắng mặt thì phải học lại cho thật cho kỹ, và nếu các khóa sau mà có thời gian thì nên tham gia lại học lại. Rồi thì tại hôm nay buổi học cũng nhiều kiến thức nên là sẽ bắt đầu sớm, đúng giờ, bắt đầu đúng giờ. Những chị nào tới trễ thì xem lại video sau. Thì để bổ sung thêm một số cái căn bản về MT4 mà hôm trước thì do hướng dẫn về mở email nên cũng chưa có xong, thì hôm nay sẽ lướt qua một số cái kỹ năng về phần mềm MT4 nữa, sau đó chúng ta sẽ đi vào trọng tâm của khóa học này. Thì ví dụ trường hợp những cái kênh trên này lỡ đâu các anh chị lỡ xóa mắt cái những cái kênh trên này, anh chị xem lỡ có bị xóa mắt hay là ẩn hiện mắt cái nút icon trên này thì chúng ta chỉ cần lít phải chuột lên trên vùng này thôi, thì nó ví dụ nó ẩn hiện cái nào thì anh chị lít phải chuột mở lên lại, check vô lại nó sẽ tự động hiển thị rồi, rất đơn giản ha. Mắt icon nào thì có thể, nếu thiếu icon nào thì anh chị có add vô bình thường thôi, giống như hướng dẫn đó. Thì những cái menu trên này anh chị tự bọc lấy ha, đó nội dung này từ học lái. Nếu anh chị nào không rành tiếng Anh thì anh chị có thể chuyển đổi sang tiếng Việt ha. Trong này sẽ chuyển đổi sang tiếng Việt mà nó hơi khó xem tí, nếu anh chị mà biết quá thì chuyển đổi ha, biết quá thì chuyển đổi về Vietnamese để xài đó. Còn anh chị nào giỏi tiếng Anh rồi thì có việc xài trên này. Những menu này anh chị nào nên dành 1 đến 2 tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ bọc hết tất cả những công cụ trên phần mềm MT4 này. Đây là giai đoạn cho anh chị thực hành demo để tha hồ chúng ta vọc thoải mái, để sau này khi mà chúng ta vô tài khoản thật giao dịch rồi á, mà chúng ta còn lín quýnh không biết thông dụng cái phần mềm này thì anh chị sẽ trả giá bằng tiền. Vì thế chúng ta thà trả giá bỏ thời gian học kiến thức còn hơn chúng ta sẽ bỏ tiền để mua kiến thức ha. Rồi thì sẵn đây tất cả những cái template này thì lần trước cài rồi, các anh chị biết tuy đơn giản vậy nhưng chị sẽ biết anh để mấy cái những cái đường thế này, những cái đường like thế này. Đó. Những đường line thế này, đây những đường line thế này, hoặc là những dấu chấm màu đỏ, màu trắng thế này. Đó, những cái này người ta gọi là indicator đó, là những cái chỉ báo. Lần trước có chỉ báo copy batch rồi đó, hoặc là những cái đường line thế này. Đó, đường line thế này là những chỉ báo. Có nghe chỉ báo này nó tính từ đường trung bình, nó tính từ giá, phần lớn nó tính từ giá hết. Nó tính từ thông số của giá, thông số của những cái gì quá khứ để nó tạo ra những cái thế này, hoặc là những cái chấm trắng thế này. Chấm trắng chính giữa này là cái công cụ để nhận dạng sau này chúng ta vẽ cái cung cầu, nó nhận dạng tự động. Cho nên là những cái đây, những cái công cụ này để anh chị thấy mà không hiểu tại sao, tại những cái đồ thị khác ở sàn khác hoặc là những người khác họ sẽ không có những cái thứ này, chỉ những cái template nào của em cung cấp thì mới có những chức năng này. Thì giải thích cho anh chị hiểu, hoặc là những công cụ thế này, đây là những chỉ báo indicator đó, những chỉ báo để chúng ta sử dụng, để chúng ta biết là đây là nguồn gốc này, chúng ta sử dụng cho biết nguồn gốc được của online này ha. Đây là nguồn gốc của người phát minh ra chiến thuật này, chiến thuật cung cầu. Còn hoặc là bên này nó chữ nó nhỏ quá thì nó có một cái chỉ báo để hiển thị cái giá ra đây, để cho một số anh chị nào mà giao dịch cần biết chính xác về giá hiện tại thì dùng cái này. Nhưng mà thực tế chúng ta đánh dài chúng ta không quan tâm này lắm, chỉ anh đánh scalping này kia họ để ý thôi. Chuyện đó thì chúng ta còn những cái thông số trên này thì chỉ là hiển thị của nhà, hiển thị để về vùng cái vùng cung cầu thôi, chúng ta cũng không quan tâm nhiều những cái thông số này. Vấn đề chúng ta tập trung là tập trung vào nến sau này, những cái nến thế này, giao dịch chúng ta dựa vào nến và những đường xu hướng thế này, những cái hỗ trợ, những cái phân kháng cự thế này đó, ví dụ là thôi chứ chúng ta không quan tâm gì đó nhiều. Nên là những, vì thế là anh chị phải chịu khó bổ sung thêm kiến thức. Tất cả kiến thức này là 4 năm trời em học, em chỉ truyền lại trong 12 buổi thôi. Vì thế tất cả những cái tài liệu nào em gửi cho anh chị phải tự đọc lái. Tất cả những cái video cũ của khóa trước,
từ channel 1 đến tới channel 5 gì đó. Thì anh chị học xong cái khóa này anh chị xem lại hết những tất cả những channel đó để mình bổ sung thêm kiến thức đó. Thì chúng ta cần phải học mất một năm trời ròng rã, sau đó một năm thực tập nữa thì chúng ta mới thấy được cái gọi là ánh mặt trời đó. Nên là cực kỳ khó. Những anh chị nào không mà thụ động cái nghề này á, thì anh chị có học 10 năm đi nữa cũng không bao giờ thấy ánh mặt trời đâu. Rồi thì bây giờ những cái chỉ báo thế này, thường xuyên chị muốn kiểm tra hay là muốn thêm bớt gì đó thì cũng chỉ sơ cho anh chị biết luôn, để sau này các anh chị muốn thêm bớt gì đó anh chị là không có kỹ năng. Thực ra những video cũ thì xem là anh chị đã chỉ cho anh chị kỹ rồi. Thì thường xuyên những clip phải chuột lên cái màn hình này thì nó có cái chữ indicator lead hiển thị ra đây. Đó, đây là những cái chỉ báo. Ví dụ những cái chỉ báo này, đây là chính là cái chỉ báo của cái này, anh chị mà xóa ra phát, đó, nhấn ok phát là nó không còn nữa, anh chị thấy không? Nó không còn nữa. Rồi anh chị lỡ tay mà xóa đi. Ví dụ cái đường trung bình là cái đường này Moving Average, đường trung bình này ha, là anh chị lỡ xóa đi, ok phát là nó mất đi ha, anh chị xem nó mất đi. Thì những cái gì và những cái dấu chấm này, những dấu chấm này chính là pattern này của Bill William phát triển này đó. Rồi xóa này đi thì nó sẽ mất hết đi đó, anh chị xem đó. Khi mà lỡ tay xóa thế này thì anh chị muốn xóa mà anh chị muốn lưu cái template này cho dễ dùng thì anh chị tự lưu cái template riêng, đặt tên riêng. Còn anh chị lỡ tay xóa thì anh chị cứ load lại cái template ban đầu ha. Template ban đầu mà share đó, đây này, supply demand này, symbol này, đây là đơn giản nhất. Đó, load lại là nó trở lại những cái gì mà trước đây tao lỡ tay tao xóa. Đó, cứ dọc đi thoải mái, nó có cái nguyên mẫu, chỉ cần lấy cái mẫu gốc ban đầu là anh chị sẽ có được cái template. Đúng như chúng ta mong muốn thôi, không ảnh hưởng gì hết, cứ việc vọc. Vọc phá thoải mái, mọi thứ là chúng ta cứ vọc mới giỏi. Không vọc thì anh chị sẽ không giỏi được đâu. Anh chị số lượng này cũng vẫn không đủ ha. Vẫn không đủ, nhưng mà số anh chị có thể là một số anh chị đang làm ở Nhật cũng có thể là bị chậm giờ. Rồi một số anh chị đang làm cũng chưa về. Thôi chúng ta phải cứ tiếp tục đi. Những anh chị nào tới trễ thì xem lại video sau. Đó thì anh chị để ý mấy cái này. Nếu chúng ta lỡ xóa cái gì đó thì chúng ta cũng phải load lại ban đầu. Các anh chị vọc hoài cho nó quen, đừng có vội. Chúng ta phải có thường xuyên anh chị mà tự học hay cần cái gì mà chưa suy nghĩ hay chưa có thao tác, chưa có vọc, chưa có tìm kiếm mà hỏi thì anh chị sẽ không bao giờ nhớ. Để nguyên tắc cái nghề này thì trước khi anh chị lên tiếng hỏi ai đó nhờ sự giúp đỡ thì anh chị phải dùng hết khả năng của anh chị, dùng hết cái tư duy, cái khả năng của anh chị để xử lý trước vấn đề trước. Khi nào xử lý không được đến nỗi mà bối rồi thì anh chị nên nhờ. Mà khi đó khi nhờ rồi thì anh chị sẽ nhớ rất dài. Còn những chị chưa suy nghĩ, chưa động não mà là đụng cái hỏi thì đảm bảo anh chị học có 10 năm nữa anh chị không bao giờ nhớ cái thao tác đó. Đó là nguyên tắc của em ha. Rồi thì mọi nguyên tắc nào cũng giúp cho chúng ta con đường đi đến thành công hết, thì gọi là nhanh nhất mà chúng ta đang học cấp tốc mà, chúng ta phải chọn phương pháp là phương pháp kỷ luật. Phải học phương pháp học cực kỳ khó để giúp cho anh chị thành công nhanh trong 2 năm. Còn nếu không, các anh chị học phải 3 năm 5 năm cũng có thể là lên tới 10 năm nếu chị lớn tuổi. Rồi, đó là những thao tác thêm về sử dụng MT4. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính của bài học. Thì nói nhìn đến mô hình nến thì các anh chị có thể xem những cái video này, nó có nói rồi. Thật ra thì người ta gọi là nến Nhật, tại do cái nến này là do người Nhật phát minh ha. Cũng thời lâu lắm rồi họ phát minh nên người ta gọi là nến Nhật. Trước giờ ngày xưa thì không có loại nến này, hồi xưa họ sử dụng cái loại nến khác. Xưa họ dùng sử dụng đường nến thế này, ví dụ nha, đường line này đó. Đó, anh chị click vô xem, tập thói quen click vô để cho biết đó là vọc cho nhiều vô để biết like. Thì sau này những cái đường này thì ngày xưa những ai học về khoảng có 15 năm gì trước, học cái nghề này khoảng 10-15 năm gì trước thì phần lớn những kiểu cao thủ đó người ta dùng bằng cái đường thế này. Sẽ còn những đối tượng mà học từ 5 năm về trở lại đây thì phần lớn họ dùng bằng nến Nhật hết là chính. Thì chúng ta dùng cái này chúng ta dễ nhận hơn, chúng ta dễ giao dịch hơn thì nó cùng là nó nhẹ nhàng hơn nhiều so với kia. Thì nó cùng nến này á, anh chị để ý tất cả thị trường ha, không riêng gì thị trường forex này đâu. Ví dụ như anh chị xem thị trường chứng khoán của Mỹ, share chứng khoán của Mỹ ha, đều sử dụng nến này ha. Sơ đồ giống dịch nhau hết đó, anh chị xem đây là thị trường chứng khoán của Mỹ, đây là mã chứng khoán Facebook, hoặc là một số thị trường chứng khoán của BMW đó, có đây hết.
tất cả đều sử dụng nến, thì chứng khoán nó sẽ có những cái nhảy gáp dài thì nhiều là chuyện bình thường, nhưng mà cách giao dịch sau này cũng tương tự, không có gì khác hết. Anh chị xem chứng khoán hoặc là Bitcoin. Bitcoin là trước giờ anh chị chỉ nghe Bitcoin là phần lớn mua ái gì đó, mua về dạng đầu tư, bỏ vốn vô những cái sàn gì đó rồi chờ cho nó lên giá rồi kiếm lời chẳng hạn. Thì đây Bitcoin này đã chính thức lên sàn ha. Thì cái sàn này thì Bitcoin em đã giới thiệu có hướng dẫn rồi, chỉ cần mở cái sàn này chúng ta có thể đầu tư Bitcoin ha. Sản phẩm Bitcoin là sản phẩm, có nghĩa là có thể nói là sản phẩm này độc nhất, còn những cái sản phẩm khác nhái sau này thì không an toàn, các nhà đầu tư nên không quan tâm tới nó nhiều. Đừng có nghe nó lên những kênh truyền thông, nó truyền thông cho mạnh giờ này kia thì tất cả đều không an toàn. Chỉ có đồng tiền chính thức là đồng tiền Bitcoin thôi, còn OneCoin hay là những sản phẩm khác gì đó, Kingdom Coin gì đó, thì tất cả những sản phẩm nhái hết. Nó không có ý nghĩa gì cho chúng ta đâu. Phần lớn họ sử dụng những cái chiêu mẹo để họ kiếm tiền từ chúng ta thôi là chính. Nên chúng ta đừng quan tâm tới nó nhiều. Chúng ta nên sử dụng những cái gì chính thức. Rồi chứng khoán cũng tương tự. Rồi các sản phẩm về future hàng hóa đều sử dụng nến giống nhau hết. Vàng, bạc, vàng đây cũng tương tự. Anh chị xem. Rồi về các sản phẩm ví dụ như bột mì nè, đường nè, cà phê đều sử dụng nến giống nhau hết. Nên chúng ta học một, chúng ta giao dịch tất cả sản phẩm trên thị trường tài chính hiện nay. Nói chung là vậy. Tất cả nên anh chị tập trung vào nến là anh chị sẽ thành công. Đó, cà phê, cà đồi. Anh chị có năng khiếu về những có chuyên môn gì, đầu tư về mảng nào trước đây, đầu tư về cà phê dạng offline chẳng hạn hay gì đó, thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ đầu tư dạng số đều được hết. Anh chị có thể thông qua những cái nến này để anh chị phân tích nhà thị trường cà phê thế giới, chứ không chia riêng gì cà phê Việt Nam ha. Cà phê này của thế giới rồi, rất nhiều sản phẩm anh chị có thể nghiên cứu thêm. Trong này gồm có kim cương rồi đầy đủ hết. Rồi sản phẩm index tiền tệ của Nhật Bản, index của Nhật Bản này gồm các sản phẩm CFD đều giống hệt nhau hết, giống hệt nhau hết ha. Nên anh chị đọc được nến, anh chị đọc được như nến, đọc những cái nến thế này thì anh chị sẽ giao dịch được hết tất cả thị trường. Đó là em giới thiệu sơ để cho anh chị biết, chứ anh chị đừng có nghĩ là không quan trọng ha. Nến này cực kỳ quan trọng, nó là nền tảng để cho anh chị quyết định mua bán. Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào, thì mấy cái này thì anh chị về tự xem ha. Trước đây một tháng thì anh chị đã giới thiệu cho anh chị rồi, chị tự xem. Bây giờ em sẽ đi tập trung vào nến và giải thích cho anh chị hiểu rõ về nến là chính. Đó, anh chị xem. Thì trong cái đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái dạng mấy cái dạng nến thế này. Thì lần trước đã nói qua rồi, anh chị nắm rồi ha. Mỗi cái nến đều có giá mở cửa, giá đóng cửa ha. Anh chị rê chuột vô. Rê chuột với cái đầu, ví dụ như cái nến tăng, anh chị muốn lấy được thông số thì anh rê chuột vào cái đầu cao của nến tăng là để cho biết là cái lúc đóng cửa. Rê đây thì anh chị sẽ nó show ra cho anh chị tất cả các thông tin về giá mở cửa này. Đó, giá mở cửa giá bao nhiêu nè, giá cao nhất là bao nhiêu nè, cao nhất trong ngày đó và giá thấp nhất trong ngày đó, tại mình đang sử dụng nến daily mà. Đó, rồi và giá, ví dụ giá cao nhất là thường xuyên giá nằm trên vùng này nè. Nếu cái nến tăng, anh chị xem ha, giá cao nhất là cái đầu mút này, ngay đầu mút đây này. Đó, đây giá cao nhất này, còn giá thấp nhất là đây, thì đây người ta gọi là bóng nến. Đây là mấy cái bóng nến. Đó, mấy bóng nến để phóng đại lên cho anh chị xem nữa. Ở đây, ví dụ đây, thường xem bóng nến này giá cao nhất này, giá thấp nhất này. Đó. Rồi nếu mà khi nến tăng á, cái nến tăng như thế này thì giá mở cửa nằm dưới này, ngay chỗ đầu của cái body thế này, đó giá mở cửa, còn giá đóng cửa nằm đây. Này đó, đó là nến tăng. Nến tăng là nến xu hướng tăng lên á, nó tăng lên. Còn ngược lại, thì nếu mà cái nến giảm là cái nến này, ví dụ cái nến giảm như thế này, thì anh chị rê chuột, nó sẽ nằm rê chuột cái ở vùng dưới. Rê chuột dưới vùng dưới, có nghe rê chuột ở vị trí mà kết thúc cây nến. Nến giảm là luôn luôn giảm là nằm dưới ha, tăng thì nằm trên cùng. Kết thúc cái nến tăng phải nằm trên cùng, trên đỉnh. Còn kết thúc cái nến giảm thì phải nằm dưới. Thì anh chị rê chuột đang cho chị được thông số được cái nến này là nó mở cửa ở vị trí nào. Thì anh chị lúc đó ví dụ như 0.75602, anh chị muốn biết chính xác thì anh chị đặt một cái đường line thế này đi, rồi anh chị đúp lên đường line, anh chị lít phải chuột chọn đây, anh chị nhập vô cái số này 75602, anh chị nhập nó sẽ ra đúng cái vị trí,
đúng cái vị trí cho anh chị biết được cái giá này là cái giá lúc mở cửa. Anh chị xem đó, anh chị đi chuột vô, anh chị đi chuột cho vị trí này nào, thấy nằm đúng không, nằm đúng là trên đầu đó là giá mở cửa. Rồi anh chị đi chuột đây để tìm cái giá. Rồi cái giá giá cao nhất của nó, ví dụ chọn giá thấp nhất đi, giá thấp nhất là 74914, ví dụ để đây thì mình nhập vô. Anh chị sẽ hiểu được. Đó, anh chị xem, chính là cái giá vị trí giá thấp nhất là ngay chỗ vị trí cái đầu cái bóng nến như thế này. Đó, giá thứ nhất. Thì tương tự anh chị làm tương tự cho những vị trí giá cao nhất trên này. Đó, và giá đóng cửa ngay chỗ này. Đó, thì đó là cái cách để em kiểm tra. Còn anh chị có kinh nghiệm sau này chỉ cần rê chuột ra anh chị biết, nhìn cái nến là chị biết rồi, không cần phải kiểm tra như thế này. Đây là em chỉ cho anh chị cái mẹo thôi. Rồi. Bước tiếp theo nữa là các anh chị phải nhận dạng từng loại nến. Tuần là nến ha. Hôm trước thì em chỉ cho anh chị là nến cái màu xanh này em đại diện cho nến tăng đó. Nến tăng đại diện cho bò tót á, nến tăng là đại diện cho bò tót, con bò tót đó. Đó, nến tăng. Còn những cái nến giảm thế này đại diện cho gấu, phê gấu, đây là phê bò ha, phê bò, phê bull, đây là phê bia, phê bia chẳng hạn đó, đại diện cho nó tên gọi vậy thôi, anh chị có thể xem tìm hiểu thêm những cái tên gọi đó. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta lại đọc từng nến, nhận dạng từng loại nến để chúng ta giao dịch. Thì đây người ta gọi là, em sẽ chỉ cho chị anh chị một phương pháp đầu tiên, gọi là người ta gọi là viết tắt là B, viết tắt chữ B ha, và chữ A. Đó, B viết tắt là chữ price là giá, còn action là hành động, có nghĩa là hành động giá. Phương pháp hành động giá chúng ta sẽ dựa vào nến để chúng ta đọc hành động giá, hành động giá, và lúc đó chúng ta sẽ giao dịch theo hành động giá. Thì đây là một phương pháp khá nổi tiếng và hiện nay rất nhiều cao thủ họ sử dụng chính cái phương pháp này để cho người ta giao dịch, có nghĩa là người ta gọi là phương pháp naked trading đó, là phương pháp giao dịch trần truồng á, là không cần bất cứ một cái thông tin chỉ báo, không cần gì hết, chúng ta có thể xóa sạch ra, ví dụ chúng ta không cần một cái chỉ báo nào hết nha, chúng ta xóa sạch hết đó. Gọi là phương pháp naked, chúng ta trần truồng hết, có nghĩa là nguyên mẫu của nó thế nào chúng ta giao dịch như thế đó. Rồi đó, là phương pháp này naked trading chuyên dùng đọc price, đọc nến để họ giao dịch thôi, họ không dựa vào bất cứ một cái chỉ báo nào để họ giao dịch cả đó. Nên vì thế là phương pháp này, ai học được phương pháp này thì cực kỳ nhẹ đầu óc, không lệ thuộc vào những cái đường rối mắt mà chúng ta đó. Thì đây hôm nay chúng ta sẽ dùng phương pháp price chuyên về nến để mà giao dịch, như thế chúng ta phải hiểu từng cây nến đó, từng cây nến ha. Mỗi một cái nến nó thể hiện một cái hành động thế nào đó, chúng ta hiểu từng một cái nến thế này đó. Ví dụ đây chúng ta thấy động thái cái nến này, anh chị xem nó có sự tương quan hết. Cái nến này là một cái nến đảo chiều, ví dụ vậy, thì đây xuất hiện dấu hiệu đảo chiều, anh chị xem ha, giá đại xuống, và đây là một cái nến đó, thấy không? Anh chị xem một cái nến, cái nến có thể là người treo cổ hay mang đang bao phủ, lắc cái sào anh chị, và cái nến là cái nến xác nhận, và cuối cùng tổng kết cái nến này nó tụt xuống. Anh chị đọc được một cái nến này, khi có thế cái nến này anh chị sẽ đè đầu bán ở chỗ này là sẽ giảm, và khi có cái nến như này cũng vậy, anh chị sẽ bán, ví dụ vậy đó. Tương tự cho những cái nến này, cặp nến thế này anh chị thấy cái nến và có cái xác nhận là anh chị sẽ bán đó. Tương tự cặp nến này cũng vậy, có cơ thế xác nhận anh chị sẽ mua đó. Vì thế nó rất quan trọng, nên là anh chị mà không nắm được gì nến, không hiểu về fraction, không đọc hết tất cả chương 2, anh chị nhớ ha, chương 2 của sách Forex 100 ha, cuốn sách Forex 100 là cuốn sổ tay gối đầu nằm cho tất cả những dân trader hiện nay thành công, thì phải đều qua những cuốn sách tương tự như thế này. Họ có thể dùng những cuốn sách khác, nhưng mà cuốn sách này là viết riêng cho thị trường châu Á, là của một cái sàn Admiral Market đó. Có thể là họ viết riêng ra cho thị trường châu Á, và họ share rất rộng rãi. Họ đã từng có một chi nhánh đào tạo tại Việt Nam, nhưng không hiểu lý do gì đó họ đã đóng cửa, có thể là do bị nó không có, nhà nước mình không cho phép gì đó thì họ đóng cửa. Nhưng mà dù sao nữa họ để lại những cái quý giá cho chúng ta, chúng ta phải biết tận dụng nó, phải biết tận dụng mài cho nó hết chỗ nào, thì lúc đó chúng ta sẽ áp dụng nó dễ dàng trong sau này. Thì cái này nó cực kỳ khó, do lúc đầu anh chị chưa có thể nhìn quan được cái nến, chưa thuộc được cái nến, từng cái nến, nên anh chị rất khó nhìn. Vì thế em khuyên các anh chị hàng ngày anh chị có thể dán in ra từng cái loại nến thế này, in ra một cái tờ giấy in màu luôn,
anh chị in ra, anh chị dán lên trên bức tường trước cái mặt anh chị đang ngồi làm việc, hoặc những nơi ngủ, nằm ngủ thì anh chị dán lên trên cái trần nhà đó, làm sao cho bự, chữ bự gì đó, để anh chị giống như này học kiểu con nít mà ngày xưa học có chữ từ dưới dưới tầng nhà đi lên cầu thang là dán cái chữ tiếng Anh khắp nơi vậy đó, cho con cái nó học đó. Thì bây giờ chúng ta cũng làm tương tự vậy. Lúc đó chúng ta sẽ đi vô phòng vệ sinh cũng vậy, dán trước mặt mình nhìn. Lúc đó mất cũng được 15 phút nhìn, anh chị nhìn lại, anh chị sẽ nhớ hoài, nhìn hoài qua mắt. Thì lúc đó anh chị nhìn màn hình sẽ dễ dàng anh chị nhận ra cái nến này. Anh chị nào nhận ra được nến thì anh chị sẽ thành công, mà không nhận ra được nến thì anh chị không bao giờ biết mua bán cái gì hết. Đó, nên là những cái mẹo để cho anh chị đó. Thì cái nến xanh này á, là cái nến tăng, thì tiếng tâm tiếng Anh là bullet candle đó. Cái nến giảm là bearish candle đó. Đó thì anh chị cái này là thêm thôi. Rồi anh chị để ý cái nến này, em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái nến, hai cái nến là gọi là nến xoay chiều. Cái nến này spinning top, đặt tên anh chị nhớ tên càng tốt ha. Trong sau này chúng ta học, tôi nói spinning top là anh chị phải biết là cái nến gì đó. Tên tiếng Anh nó là spinning top, nhưng mà tên tiếng Việt của nó gọi là đỉnh xoay, đỉnh xoay ha, anh chị nhớ cái đỉnh xoay. Thì cái nến này nó xuất hiện rất nhiều, và khi có nó thì áp lực của nó là xác suất nó khá cao. Tất cả những loại nến này thì xác suất thành công của nó nằm trong khoảng từ 60-80% thôi, không có gì là tuyệt đối hết. Nhưng mà chúng ta có những cái phương pháp khác để bổ sung, cũng như có những cái quản trị vốn để chúng ta tính toán cái chuyện đó. Nhưng mà những cái nến này thì xác suất thành công cũng khá cao, nên là anh chị phải thuộc những loại nến này. Đây là nến cơ bản, anh chị phải thuộc hết. Ví dụ đỉnh xoay, thì cái nến trắng này đại diện cho nến xanh đó. Nến xanh đó nó là đại diện khi mà ở dưới đáy, khi giá đang đi xuống mà xuất hiện ở dưới đáy, nó có một cái nến spinning top màu xanh thế này, thì cái nến tiếp theo nó tăng lên, cái nến tiếp theo xác nhận là tăng, thì xu hướng này nó sẽ tăng lên. Đó, có nghĩa đang xuống mà gặp nến spinning top, có thêm một cái nến xác nhận nữa. Không có xác nhận thì khả năng nó sẽ khó thành công, mà khi có xác nhận tăng, có nghĩa là một cái nến này xong xác nhận tăng nữa, là một cái nến tiếp theo là tăng á, thì khả năng cái đảo chiều là tỷ lệ đảo chiều 60-80%, thì lúc đó anh chị thấy cái cơ hội này anh chị sẽ bay lên. À, ví dụ vậy. Thì chúng ta rồi tương tự, khi mà giá từ ở dưới đáy này ha, nó đi thẳng lên trên cao, nó xuất hiện một cái đỉnh xoay spinning top trên đỉnh, xuất hiện trên đỉnh ha, ngay đây, và xuất hiện một cây nến giảm, một cây nến giảm ha. Ví dụ như đang có nến xanh lên, xuất hiện một cây nến spinning top màu đỏ. Đôi khi màu cũng không quan trọng ha, có thể spinning top màu xanh hay màu đỏ không quan trọng, nhưng quan trọng là cái cây nến tiếp theo là cái nến xác nhận. Nếu muốn giảm thì nó phải là cây nến đỏ xác nhận giảm, nếu muốn tăng thì cái nến đó phải là xác nhận tăng. Đó, anh chị nhớ cái đó. Quan trọng là cái nến xác nhận, xác nhận có nghĩa xác nhận xu hướng, muốn giảm là phải là cái nến đỏ. Còn nếu mà xác nhận nó đang spinning top mà xác nhận nó là cái hướng tăng luôn, thì nó không phải là đảo chiều mà nó tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng. Anh chị để ý cho nó chỗ này ha. Đó, nên là cái xác nhận là quan trọng lắm. Thì chúng ta sẽ vào thực tế chúng ta xem. Chúng ta sẽ tìm, anh chị phải hàng ngày, anh chị phải đây, khi chúng ta di chuyển thế này ha, thì lần trước là tắt cái này đi để cho nó không, chúng ta kéo anh chị tìm những cái loại nến mà nó có cái nến thế nến tương tự với anh chị để nhận ra, nhận ra tương tự nó gắn cái này nến gần giống này anh chị. Đây ở đây đó, nó chỉ là có tương đối thôi nha, không nhất có thể bóng nến dài ngắn như đó, nhưng mà nó tương đối. Đây là một cái nến, anh chị xem, đang một xu hướng lên ha, xuất hiện một cái nến spinning top đỉnh xoay, và cái nến này chính là cái nến quyết định cho chúng ta thực hiện lệnh bán. Cái nến này chính là cái nến xác nhận, có nghĩa là chúng ta muốn đảo chiều mà xuất hiện cái nến spinning top là nến đỉnh xoay có nghĩa là đảo chiều, nó xoay chiều, mà nó xoay chiều để được xoay chiều hợp lý thì bắt buộc cái nến tiếp theo của nó phải là cái nến hỗ trợ cho xu hướng xuống là xác nhận giảm, thì lúc đó chúng ta sẽ thực hiện lệnh bán xuống. Anh chị xem top lock nằm trên đài ha, top lock nằm trên đỉnh này, sau này sẽ học tới bằng đó, nằm trên đỉnh này, chúng ta vào lệnh nằm đỉnh này, và điểm tắt phía chúng ta nằm dưới này là tỷ lệ 1-2 này. Anh chị xem đây, 1 này, thế này này là 1-2 này, là coi như lệnh này chúng ta thành công. Đó là một cái yếu tố nhà chúng ta để nhận dạng cái dạng nến này. Anh chị phải về nhà phải tìm hết tất cả những đồ thị trước đó, chúng ta tìm ra những cái nến dạng này để chúng ta đây tương tự này anh chị. Đó, cái trường hợp này là một cái nến đỉnh xoay là một cái nến màu đỏ,
trường hợp này cái nến đỉnh sai là cái nến màu xanh, thấy không? À, nó nằm ở vị trí đáy đỉnh, không phân biệt màu, nhờ quan phân biệt cái màu là cái xác nhận thôi. Thì trường hợp này nó cũng đây, à, nó cũng giảm đây, anh chị xem thấy lực không, thấy giảm không, à, giảm kinh khủng luôn, nên là xác suất thành công khá cao. À, tất nhiên phải có fail, nhưng mà cái độ fail nó chúng ta chấp nhận được rồi. Anh chị xem đây là trường hợp cho một cái xu hướng đảo chiều lên đây, anh chị xem một cái nến spinning top. À, đây là một cái nến ha, anh chị xem. À, nến này là đang một cái nến xuống ha, lực nến xuống đỏ mà lại xuất hiện một cái nến spinning top thế này, thì có cái nến tiếp theo là cái xác nhận này, anh chị xem. Nếu như cái nến tiếp theo là cái xác nhận giảm thì nó sẽ hỗ trợ xu hướng giảm là nó sẽ đi xuống luôn, tại ngay chỗ này là cái nến bao trùm tăng. Sát lát là chúng ta học cái nến này, nến là bao trùm tăng mà nó xác nhận mà giảm thì nó sẽ đi xuống luôn, mà do cái nến này nó tăng nên là cơ hội bị tiếp tục đảo chiều đi lên là khá cao. Nguyên nhân để đảo chiều đi lên không chỉ là dựa vào cái nến này đâu, mà dựa vào những yếu tố trước nữa, yếu tố này nữa, yếu tố cung cầu, yếu tố hỗ trợ nữa. Sắp tới chúng ta học chúng ta biết chứ không phải là dựa vào yếu tố này không đâu. À, dựa yếu tố này thì chưa chắc là đúng, không phải dựa vậy, nhưng mà xác suất là thành công là 60-80%, còn những yếu tố khác nó sẽ giúp chúng ta là khoảng cỡ 10-20% nữa. À, rồi sau này chúng ta sạp những cái nến khác cũng tương tự ha. À, lúc đó chúng ta sẽ phải giải thích những cái nến này sau. Đó, đây cũng vậy nè, anh chị xem, anh chị xem ha, đọc nến nó quan trọng ha. Đây là một cái nến ngày, đây là cái nến spinning top nằm dưới đáy, và cái nến xác nhận tăng là cái nến này đó, thì nó sẽ quyết định cho chúng ta thực hiện lệnh buy lên. Đó, lệnh buy lên, à, lực rất mạnh ha, lệnh buy lên. Đó, còn cái nến này cũng là một cái dấu hiệu luôn này, trước đó cái nến này cũng đã có dấu hiệu rồi. Cái nến này là sau này chị học là cái nến inverter hammer á, cái nến ngược á, thì sau này chị học là anh chị sẽ biết cái nến này nó đã có dấu hiệu đó chiều trước đó rồi, nhưng mà do cái nến này là cái nến xác nhận giảm nên chúng ta không có thể bay được. Sau đó xuất hiện thêm một cái nến này nữa thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội bay lên. Đây là cơ hội bay lên. Còn nếu không bay được thì sau này anh chị học cung cầu, anh chị sẽ vẽ cái này ra. Thì đây chính là những ai muộn á, từ trên này đừng có bay sớm trên này, nếu bay muộn đừng có bay sớm này, mà anh chị sẽ đặt một cái lệnh chờ dưới này để chúng ta bay lên. Đây, cái nến này chính là cái nến giúp cho chúng ta vào lệnh lần tiếp theo. À, thì sau này chúng ta học được cái bộ nến này này. Bộ nến này, bộ nến Faki này. Đó. Những ai mua trước từ dưới đây thì tốt, mà không trùng muộn đi nữa anh chị có thể mua từ cái chỗ này, từ cái chỗ này stop nằm dưới này, đó là bộ nến Faki luôn. À, sau này cho anh chị sẽ thực tập cái đó, hoặc là muộn hơn nữa chỗ đây cũng có bộ nến nữa này, vùng này chúng ta cũng thôi bao trùm tăng, lát chúng ta học chúng ta sẽ biết luôn. Rồi coi như chúng ta sẽ qua được cái bộ nến spinning top. Tiếp theo chúng ta sẽ áp dụng kiểm tra cái bộ nến, hai cái nến này đó, thì rất quan trọng ha. À, tuy hai cái nó giống nhau thế này nhưng mà ý nghĩa của hai cái nến nó khác nhau hoàn toàn, đây là điểm quan trọng anh chị phải nhớ. Trước khi chúng ta học tới cái này thì chúng ta phải cho anh chị xem một cái chứng kiến tại thứ sáu hàng tuần, tuần đầu tiên là nó có tin Non Farm. À, tin này công bố của tin Non Farm của Mỹ ha, tin lao động của Mỹ. À, đây là cái tin này lúc 7:30 là nó sẽ có cái tin này, cực kỳ còn cỡ 1-2 phút nữa anh chị sẽ cho anh chị xem chứng kiến được cái tin này. À, trước giờ thì có thể anh chị có thể nghe nó rồi. À, nhưng đây cái tin này, à, tin này thì những cái tin này anh chị có thể đọc trong cuốn sách Forex 101, thì nó sẽ nói hết tất cả những cái thông tin của tin tức của từng cặp tiền thế này. Anh chị có thể nghiên cứu thêm để hiểu gì phân tích cơ bản. Những chị nào giỏi tiếng Anh thì phân tích cơ bản nó cũng chiếm mấy chục phần trăm trong cái quyết định thành công. À, nếu mà giỏi tiếng Anh thì nó sẽ hỗ trợ rất tốt cho vấn đề kỹ thuật chúng ta. Còn nếu chị nào không giỏi tiếng Anh thì chúng ta có thể đoán dựa theo những cái chỉ số, những chữ số thế này. À, sau này tới cái buổi cuối anh chị sẽ học được. Như hôm nay nó gần tới giờ tin để cho anh chị xem được cái tin nó chạy như thế nào và nó kinh khủng như thế nào. Đây là một cái tin có thể là trong một tháng anh chị làm ăn, anh chị thu hoạch đầy đi một tháng, lợi nhuận bao nhiêu phần trăm đó, nhưng đến ngày hôm nay nó sẽ biến anh chị thành zero. Ngày hôm nay hả, tin này sẽ quyết định cho anh chị nhận zero này đó.
nó sẽ công bố kết quả rồi đó. Dự báo nó là tốt thì tốt, đồng USD sẽ tăng, anh chị sẽ xem thực tế nó chạy. Xem thực tế cặp UZ đó, anh chị xem đó, nó nhảy kinh khủng lắm, anh chị xem nó quát lên quát xuống, có thể nó hiệu lực lên trong bao nhiêu phút đầu, mà 10 50 phút đầu nó chưa có hiệu lực đâu, mà lát nữa nó sẽ nhảy kinh khủng đó. Thì anh chị xem những cặp UZ cũng như những cặp vàng đó, lực nó nhảy thế này đó, nó dậy, có thể nó chạy một lát sau nó xác định, được mở 15 phút sau đi, nửa tiếng sau nó xác định được xu hướng xong là có thể nó tụ, có vèo, hoặc là đi có vèo lên trên này đó. Bình thường thì nó sẽ không chạy giật thế này đâu, chỉ có những tin tức lớn thì nó mới chạy như thế này thôi, còn trên đến daily anh chị rất khó thấy những trạng thái như thế này đó, anh chị xem đó, ví dụ đây những cặp này không ảnh, những cặp nào mà có liên quan tới đồng U thì nó ảnh hưởng nhiều nè, đồng U này rồi EU này đó, ví dụ vậy nó nhảy giật vậy đó. Đó là những cái trường thái là về đó, nó cho anh giới thiệu thêm, lát nữa anh chị sẽ xem được nó sẽ xảy ra như thế nào. Chúng ta là quay lại vấn đề rồi thì đó, chúng ta đây cũng đang là muốn đến cái nến anh chị đây đó, cái nến này là nến nãy chúng ta học nãy đó, spinning top, và nến này cũng vậy, mà cái nến thế này đó, chúng ta sẽ nhận dạng đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học cái nến này, học cái nến này thì anh chị để ý hai cái nến này tuy nó giống nhau ha, tuy nó giống nhau nha anh chị, cái thế này tuy nó giống nhau nhưng hai vị trí đặt khác nhau, nó sẽ ý nghĩa khác nhau, anh chị nhớ nha, anh chị nhớ chỗ này dễ bị sai lầm ha. Một cái nến là nến hammer, ý nghĩa của cái nến hammer ha, hammer cây búa, cây búa nha, hammer cây búa này thường xuyên nó phải xuất hiện ở dưới đáy, ở dưới đáy, dưới đáy của thị trường á, thị trường đang xuống, giảm xuống, nó xuất hiện một cái nến như thế nằm ở dưới đó, thì cái nến này giúp cho nhiệm vụ của nó, giúp cho việc đảo chiều đi lên, hammer ha, giúp cho việc đảo chiều đang đi xuống, xuất hiện nến hammer thì sẽ dễ đảo chiều đi lên. Mà để thành công thì bắt buộc phải có cây xác nhận giống trệt ha, cây tiếp theo của nó phải xác nhận tăng thì mới đảo chiều lên đó. Còn một loại nến nữa cũng là nến hammer, xuất hiện ở dưới đáy nhưng mà nó xuất hiện ngược đó, nó xuất hiện dài, một đang xuống là xuống thế này, xuất hiện một cái nến thế búa ngược thế này, hammer là búa, dạng búa ha, dạng búa ngược thế này, rồi một có một cây xác nhận tăng lên, nó sẽ tăng đảo chiều lên. Thì đây cũng là một cây, ở trong này nó không để ra nhưng này là tình huống này là nhiều kinh nghiệm của những người đi trước. Hôm nay là inverter hammer là cây búa ngược, nhớ những cây búa này xuất hiện ở dưới đáy của thị trường, nó là giúp cho việc đảo chiều tăng. Còn cây nến này là một cây nến cũng tương tự như hammer nhưng nó không nằm dưới đáy mà nó xuất hiện trên đỉnh của thị trường, trên đỉnh ha, trên đỉnh thì có nghĩa là người ta gọi là người treo cổ, hanging man ha, hanging man là người treo cổ, thì có nghĩa là giống như có một cái cây nến xu hướng tăng lên, tự nhiên xuất hiện một cái nến tổng tan giống cái cổ bị treo trên đó, cái chân thòng dưới, và xu hướng bắt đầu sẽ đảo chiều đi xuống đó. Thì giống như hai cái trụ và chính giữa là cái cổ bị treo cổ thì người ta gọi là nến người treo cổ, anh chị để ý chỗ này ha, chỗ này xuất hiện cái nến này rất nhiều. Thì trường hợp nến chỗ này là nó giúp cho vấn đề đảo chiều đi xuống, khi xuất hiện cái nến người treo cổ và cái nến tiếp theo là xác nhận giảm thì sẽ lực bán xuống rất mạnh, và nếu vào cây hammer thì lực mua lên rất mạnh đó, anh chị để chỗ này phân biệt chỗ này ha. Phân biệt sai phát là tự nhiên đang cây nến ở dưới đáy thị trường mà anh chị kêu như là người treo cổ, anh chị đè vào bán tiếp là chết ngắt ha, chết ngắt đó, chết không kịp ngáp luôn đó. Đó thì đây đang xuống lên thế này thì nó xuất hiện một cái thế nến thế này đó. Những anh chị mà không biết á thì tưởng cái nến này là cái nến này là hammer, hammer thường xuyên nó phải nằm dưới đáy vậy này, nằm dưới này này, nó đẩy lên, mà anh chị kêu cái này là hammer, anh chị đè đầu anh chị bay tiếp là anh chị banh sát liền ha, banh sát không kịp ngáp luôn đó. Đó, thấy anh chị xem không, thì cái đây là cái nến, trường hợp này nó sẽ là một cái nến
người treo cổ. Đó. Và cây nến tiếp theo là cây nến xác nhận, thì vì thế chúng ta sẽ bán xuống. Còn bán như thế nào thì sau này chỉ phương pháp bán, chúng ta chỉ biết là sẽ bán xuống. Đó, sẽ bán xuống, bán dài hạn xuống. Đó. Ví dụ vậy. Thì lực này là lực để chúng ta bán, tại nó tùy thuộc vào cái trend nữa, sau này nhiều yếu tố nữa, nhưng mà chúng ta nhìn nhận dạng nến là vậy. Cứ thế thấy cái thế nến này là chúng ta sẽ đè đầu chúng ta bán. Đó. Ví dụ vậy. Đó là một cái dạng nến này. Thì những trường hợp nến này là anh chị đã học rồi nè, anh chị biết rồi đó, phải nhớ chỗ này ha. Rồi, đó là một cái nến. Là chúng ta đã có được cơ hội nhìn thấy được cái nến hammer rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một cái nến cái nến là người treo cổ hanging man rồi. Chúng ta sẽ tìm cái nến về hammer thuận và hammer ngược ha. Để ví dụ cho anh chị xem. Rồi. Rồi đây, anh chị xem. Nó gần thôi. Thường xuyên trên này có nến phải ngắn này mới chính xác ha. Nhưng mà nó đôi khi nó không có tuyệt đối. Những cái nào mà tuyệt đối thì thị trường nó sẽ mạnh, còn nó không tuyệt đối thì nó sẽ có đâu không, nó sẽ có bóng nến trên này một tí. Nhưng mà chung chung thì cái này cũng là một cây pin 3. Nếu mà có bóng nến thế này á, người ta gọi là cây pin 3. Sau này chúng ta sẽ biết chung chung là pin 3. Còn nếu nó không có bóng nến á thì nó sẽ là một cây gọi là hammer. Hammer thuận ha. Thì nếu cây này là cây pin 3. Đây này. Nó có cái bóng nến á, nó có cái noise. Anh chị xem thì nó là một cái cây pin 3. Thì cũng là bullet pin 3 và đây bullet pin 3. Lát nữa chúng ta sẽ học sao. Chúng sẵn đây gặp thấy thì nói trước cho anh chị xem vậy thôi. Chúng ta sẽ học sao. Thì nó có cây xác nhận cũng là tăng. Chúng ta sẽ tìm cây hammer. Đó, đây là cái dạng nến, dạng ấy. Chưa phải thuần hammer đẹp lắm. Rồi đây, cho anh chị xem một cây búa ngược. Hammer ngược. Anh chị xem, đang xuống đi xuống ha. Thị trường đang đi xuống rất đẹp luôn. Xuất hiện một cây búa ngược. Và cây nến tiếp theo là xác nhận tăng. Nhiệm vụ chúng ta là sẽ bài. Đó, sẽ bài. Còn bay như thế nào thì sau này anh chị sẽ biết. Cái thế nến là vừa bay, cái thế nến này là cây pha kỳ luôn. Cây pha kỳ luôn, cũng hỗ trợ xuống bay lên luôn. Và sau này anh chị sẽ biết được chuyện đó luôn. Biết chuyện đó. Bây giờ tạm thời chúng ta biết được là cây này là cây hammer ngược và cái nến xác nhận tăng. Thì nhiệm vụ chúng ta thấy những trường hợp này, chúng ta sẽ bay lên và stop loss chúng ta phải đặt dưới này. Và chúng ta sẽ mua lên tỷ lệ một máy thì anh chị 1213 trở lên. Đó là một cây hammer ngược. Chúng ta sẽ tìm một cái ví dụ về cây hammer thuận. Đây này, trạng thái là hammer ngược nãy là anh chị đó nó nói cho anh chị xem đó. Đây là một cái hammer ha. Hammer ngược này. Và sau này anh chị sẽ biết nó là một cái thế sắc nhọn luôn. Cái nến sắc nhọn luôn. Sắc nhọn luôn có nghĩa là sắp tới anh sẽ học cái sắc nhọn luôn. Thì đây là tạm thời diễn tả cho anh chị biết là cây hammer thôi. Sắc nhọn là tại sao sắc nhọn? Tại vì có gáp này anh chị xem. Cái điểm gáp này, sau này học mình sẽ có vàng này để chỉ cho anh chị sau. Tạm thời anh chị sẽ biết vậy thôi. Những cây hammer này cực kỳ khó kiếm nha anh chị, khó kiếm, rất khó kiếm. Khi mà thị trường có được nó là chúng ta phải tận dụng cơ hội, chúng ta sẽ hốt xác nó liền. Rồi anh chị xem cái này, anh chị xem đang xuống đi xuống ha, xuất hiện một cái cây hammer, anh chị xem lại lý thuyết đi. Đó, đây chính là cái này nè, thấy không? Đó, hammer thuận đó. Thì xuất hiện một cái cây như thế là xu hướng tăng. Nhưng chị xem cuối cùng cái cây đến xác nhận là cây nến xác nhận giảm, vì thế nó còn giằng co rất nhiều. Chúng ta chưa mua được cái đoạn này, nó giằng co rất nhiều. Nhưng mà nếu kết hợp nhiều yếu tố vô thì chúng ta có thể bắt đáy ở 50% cây hammer này được. Sau này học lý vấn đề đó thì chúng ta sẽ bắt đáy. Nhưng mà những anh chị nào chắc hơn thì chúng ta sẽ đợi những cơ hội tiếp theo, chính là những cái thứ này này. Đó, thì lúc đó chúng ta mới quyết định chúng ta mua lên. Đó. Đó. Nhưng mà đó, lát chúng ta sẽ học những cái câu cây nến thế này, chúng ta sẽ mua lên. Lý do có nghĩa là chỗ này do cây xác nhận giảm, nó chưa hỗ trợ cho việc chúng ta đảo chiều đi lên, nên chúng ta sẽ chờ những cây nến tiếp theo. Ngày này kết thúc, chờ tới 3 ngày đó,
ví dụ ca này là ngày thứ nhất này, ngày thứ hai này, ngày thứ ba, xong ngày thứ ba có ca xác nhận spinning top nữa, rồi ngày ca xác nhận nữa thì lúc nào chúng ta sẽ thực hiện lệnh mua lên. Đó, ví dụ vậy. Tạm thời chúng ta sẽ đọc nến trước đã, còn có chuyện mà mua bán thì sau này chúng ta sẽ có chuyện đó. Rồi, đó trường hợp này cũng vậy. Một cái này là một cái trạng thái bin ba này, bin ba. Rồi, đó là những cái thế nến cho anh chị biết là cái nến búa và hammer và một cái nến người treo cổ. Anh chị phải thuộc cái này. Rồi, chúng ta đi một dàn nến. Một dàn nến tiếp theo. À, dàn nến này là một đều người ta gọi là doji. Anh chị nhớ ha, sau này chúng ta giao dịch sẽ nói rất nhiều doji, nó có nhiều loại. Thì ví dụ những cái này nó có tên gọi riêng của nó hết á. À, bia mộ nè, cái nến bia mộ nè, cái nến chuồng chuồng nè, rồi những cái nến doji bình thường, nó có loại nhiều loại nến á, thì anh chị có thể tự nhớ tên. Nhớ tên, có thể muốn nhớ tên thì lên trang web mà lần trước xe mà tất cả cái thế nến á, anh chị có thể nhớ tên từng cái nến. Nhưng ở đây nó chung chung, mình sẽ nói chung chung là doji thôi. Còn doji chuồng chuồng hay doji bia mộ hay doji gì đó là tùy anh chị nhớ. Xem anh chị nhớ sao nhớ. Nhớ được thì nhớ, còn không nhớ được thì anh chị có thể nhận gọi chung là doji. Để đi, doji cho nó dễ. Trong cái video cũng có nói doji chuồng chuồng doji đó, anh chị có thể tự nhớ ha. Đây là gọi chung là doji. Những cái thế nến này là giúp cho vấn đề là đảo chiều. Có nghĩa tất cả nãy chúng ta học cái nến này tới đây là đều là nến hỗ trợ cho việc đảo chiều. Có nghĩa là chúng ta bắt đáy bắt đỉnh đó. Bắt đáy bắt đỉnh hoặc là hỗ trợ xu hướng tiếp diễn. À, ví dụ nó đang giảm xuống mà xuất hiện một cái thế nến. Rồi xong nó xuất hiện xác nhận giảm. Tiếp tục chúng ta sẽ giảm tiếp. Mà nếu mà đang giảm mà xuất hiện cái thế nến rồi xác nhận tăng thì sẽ đảo chiều. Đó. Có nghĩa là vừa đảo chiều và vừa hỗ trợ xu hướng luôn. Đó, tùy theo có thể cái nến xác nhận tiếp theo. À, chúng ta sẽ tìm những cái nến thế này để chúng ta kiểm tra cái thực tế của nó. Đây anh chị xem. Doji này anh chị. Và trước cái doji là cái gì? Chúng ta mới học nãy đây. Có anh chị nào biết không? Anh chị nào biết sau này biết anh chị phải gõ nhanh ha. Ví dụ sau này anh chị phải gõ nhanh ra cái nội dung chat này này. À, để chứng tỏ chúng ta nắm được cái tất cả mẫu hình. Ví dụ vậy, chúng ta sẽ gõ nhanh ra à hỏi cái gì là anh chị spinning top. Ví dụ vậy. Đó, sai rồi nè. Spinning top không phải là hammer ha. Không phải là hammer. Nó là cái này nè. Đó, ví dụ vậy. Số lượng này cũng không đủ. Rồi. Đó, thì đây những cái nến thế này chúng ta rất dễ nhận dạng, xuất hiện rất nhiều để cho anh chị thấy những cái nến thế này. Đây, như nãy em nói là không phải nhất thiết nó sẽ là nến đảo chiều. Khi thấy cái thế nến thế này đang xu hướng giảm xuống, nó có một cái nến doji ha, cái nến doji mà nếu xác nhận tăng thì mới là đảo chiều, mà nếu tiếp tục xác nhận giảm thì nó cái nến này sẽ là hỗ trợ tiếp tục xu hướng giảm. Đó, cẩn thận chỗ này ha. Nên là chưa phải thấy cái nến này là anh chị gọi là đảo chiều đâu. Đó, đảo chiều đâu, mà chúng ta phải đợi cái nến xác nhận tiếp theo nó quyết định chuyện đó. Thì thế cái thế nến thế này là chúng ta lại tiếp tục bán. Đó, ví dụ vậy. Đó là một cái dạng nến. Đây anh chị xem. Đây. Cũng là nến doji này ha. Và cái nến tiếp theo là xác nhận giảm. Anh chị xem, xác nhận giảm. Nên là nó sẽ không giúp cho anh chị cho việc là chúng ta sẽ thực hiện lệnh buy lên. Những anh chị buy lên là bị thủng đáy stop loss này, anh chị xem là thấy không? Thấy không? Nó đáy stop loss này thấy không? Đó, stop loss trên này nó đá lên thấy không? Là coi như anh chị fail lên thấy không? Đó, rất nhiều ha, anh chị xem. Những cái thế nến đây những cái thế nến trường hợp này này, ví dụ trường hợp này thì lại cái nến xác nhận nó là một cái nến khác nữa, là một cái nến pin 3 đẩy xuống nữa. Lát chúng ta học cái pin 3 đẩy xuống này. Một cái nến này là spinning top hay là có thể gọi là doji thôi, tại bóng nến dài quá, nó là doji, nó là một cái nến doji, nhưng mà cái nến xác nhận của nó là một cái nến pin 3 đẩy xuống, nên xu hướng không phải đảo chiều đi lên mà nó tiếp tục hỗ trợ xu hướng xuống. Đó. Tại vì pin 3 này là pin 3 đẩy xuống này. Lát nữa chúng ta học pin 3 chúng ta sẽ biết được chuyện đó. Đây. Chúng ta học luôn để chúng ta lấy cái video làm ví dụ đây. Đó, đây. Đây người ta gọi chung chung, nó gần giống như cây hammer vậy đó, hammer thuận hammer ngược á, nhưng mà cái bóng nến
nó quá dài, nó có cái bóng nến, nó có cái noise. Có cái này. Đó, nó có cái này. Cũng như có cái này thì người ta gom chung là một cây pin 3. Một cây pin 3. Nếu mà nến đỏ thì người ta gọi là bearded pin 3, là coi như là nến giảm. Còn cái nến xanh thì gọi là bullet pin 3, là nến tăng. Đó, vậy thôi. Thì những cây nến này nó giúp cho, cũng hỗ trợ cho việc đảo chiều xu hướng, và cũng giúp cho vấn đề tiếp tục theo xu hướng cũ. Tiếp tục theo xu hướng cũ nếu như có cây xác nhận là trùng với xu hướng cũ. Còn nếu đảo chiều là có cây xác nhận ngược lại xu hướng cũ là sẽ đảo chiều. Để ý chỗ này, chỉ để ý chỗ này. Nhưng mà pin 3 phần lớn là hỗ trợ cho xu hướng đảo chiều là chính. Đảo chiều là chính ha, nó có sự đảo chiều là chính. Khi là lưỡng lự, sự lưỡng lự của bên hai bên, giằng co của hai bên, bên mua và bên bán nó cân đối nhau. Mà khi bên mua bên bán cân đối nhau mà xuất hiện cái một cái nến thế này thì bên mua nó sẽ dừng lại, nó sẽ tiếp tục, nó làm theo bên bán luôn. Tại thấy xuất hiện cái nến này là chung rồi, thị trường học chung mà, đều ai nắm được cái nến này là đè đầu bán thì bên khác cũng đè đầu bán theo, thế là xu hướng sẽ tiếp tục giảm mạnh xuống. Đó, có nghĩa là đang phía mua ngược lại, hai mua cân đối nhau là sẽ tạo ra cái nến thế này, cân đối hay lệch tí. Mà khi cái nến này là cái phe đóng ngược chăng, bán ngược đó, mua bán ngược lại đó, họ sẽ tiếp tục chơi theo cái phe xu hướng thuận trước đó, là thế là cùng nhau bán cùng nhau mua, là thị trường nó sẽ tiếp tục. Đó, nên là cái nến này nó diễn tả cái tâm lý của thị trường là thế, tất cả cái nến đều diễn tả như thế hết. Rồi tiếp tục anh chị xem những cái thế nến khác. Ví dụ đây, những cái nến này bóng nến dài, body ngắn thì nó cũng thuộc cho Doji. Nhưng mà Doji này nó không đẹp bằng những cái Doji của cái gói. Cái nến này đó, anh chị xem cái nến này chính là cái nến nãy chúng ta học đó, là một cái nến pin 3 đẩy xuống. Anh chị xem, đang một xu hướng xuống. Nếu mà có cây pin 3 ngược lên á, có pin 3 ngược lên, cây xác nhận tăng thì nó sẽ đẩy lên. Nhưng mà trường hợp này đang xuống xuống, lại xuất hiện một cái cây pin 3 lại đẩy xuống nữa. Đó, thì lại tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện lệnh bán xuống. Sau này chúng ta sẽ xem chuyện đó. Bán xuống là bán 50% cây nến này nè. Khi chúng ta mua bán theo Ryzen này, chúng ta sẽ có hai cái điểm bán, 50% cây nến và một lệnh dưới này. Dưới bóng nến thế này chúng ta có limit và một lệnh stop. Sau này chúng ta học cái đó tới phần đó. Thì nó stop nằm đây, và tắt phí chúng ta tỷ lệ đây là 1-2. Đó, đây là cái thế nến để chúng ta thực hiện lệnh bán tiếp. Rồi lát nữa chúng ta học cái thế nến, mà cái thế nến khác, sau này chúng ta học thế nến khác thì thực hiện một lệnh mua. Thế nến này thế nến lệnh mua, ví dụ vậy. Rồi anh chị xem những cái nến khác, Doji cũng tương tự này. Đây, cái nến này là một cái nến spinning top, cũng có thể là nến Doji luôn, tại do bóng nến quá dài. Bóng nến quá dài là một cái nến Doji luôn, và cái nến xác nhận tiếp theo cũng là cái nến Doji luôn. Đó, và hai cái nến này, và cuối cùng cái xác nhận đây là một cái xác nhận tăng, là biết chúng ta là mua rồi đó. Sau đó mua nó giằng co, cuối cùng tạo thêm một cái nến Doji nữa, cái nến đến Doji nữa là cuối cùng hỗ trợ xu hướng tăng. Mọi thứ là nó có xu hướng tăng, nó tăng lên, và thế là từ dưới đây chúng ta thực hiện lệnh mua lên đây, chúng ta dừng trên này, tại top loss ở đây, mua ở vị trí này, top loss dưới này, trên này ta được tỷ lệ 1-2 rồi chúng ta dừng. Còn nếu không dừng thì nó cứ bắn giằng co chỗ này, nó lên trên này tiếp, tới trên này chúng ta tỷ lệ 1-3-4 bình thường thôi. Nếu chị nó đủ kiên nhẫn là anh chị giữ tới đây, còn không tới đây chúng ta dừng là đủ rồi. Đó, ví dụ vậy. Rồi chị xem chỗ này, tay này cái nến này này, không, đang một xu hướng tăng đi lên. Đó, xuất hiện một cây pin 3 đẩy lên, và xác nhận của nó là một cây Doji đảo chiều. Nhưng mà Doji đảo chiều này muốn xuống thì bắt buộc phải có một cây nến xuống, mà cây nến tiếp theo là cây nến tăng. Vì thế tiếp tục nó hỗ trợ cái bộ nến này, pin 3 đẩy lên và một cây Doji và xác nhận tăng thì tiếp tục hỗ trợ xuống thị trường đi lên tiếp. Đó, còn nếu mà ngay chỗ cây nến bự này, cây nến màu xanh bự này, mà nếu là cây nến giảm thì ngay vị trí này là cái thế nến để chúng ta thực hiện lệnh bán xuống, ít nhất phải về tới đây hoặc là về tới đây theo cung cầu. Đó, sau này chúng ta học cung cầu chúng ta sẽ biết tại sao về tới đây, tại sao về tới đây. Đó, nhưng mà thế này là đang xác nhận tăng, hỗ trợ xu hướng tăng, nên là rất nhiều anh chị thực hiện một lệnh bán sớm
thấy cái trường hợp này thấy giá ồ đêm này là quá mua rồi, mua nhiều quá rồi, như người ta mua nhiều quá rồi, tới lúc người ta chốt lời thấy cái nến này chưa đợi xác nhận, chúng ta đè đầu chúng ta bán xuống là lệnh chúng ta sẽ fail đó, ví dụ vậy. Còn trường hợp này cũng vậy, anh chị xem cái doji nặng nhẹ này sao, có cái doji mà cái xác nhận tiếp theo là cái nến tăng, nên là cuối cùng xu hướng vẫn là hỗ trợ tiếp tục đi lên, chứ nếu mà xuống giảm thì nó sẽ đảo chiều, mà do sắc ca xác nhận là tăng nên chúng ta không thể thực hiện lệnh bán được mà chúng ta tiếp tục có trận mua. Còn khi mua lên này, do cái trạng thái này trạng thái gì, quá mua, mua lên nhiều quá, người ta gọi overbuy á, là quá mua, à, quá mua thì khả năng là số người sẽ bán xuống, nhưng mà số người chốt lời bán xuống thì là ít hơn số người tiếp tục mua lên, nên là thị trường nó có tiếp tục giằng co thêm một cái nến xác nhận tăng nữa, à, cái đảo chiều nữa, cái doji nữa, tiếp tục cái doji. Và khi cái doji này, hai bộ nến doji này mà lại xuất hiện một cái nến xác nhận giảm, đúng ra là giảm đúng không, đúng ra là giảm, à, nhưng mà trường hợp này thì chúng ta lại fail, lệnh này trường hợp này là chúng ta sẽ fail, chấp nhận fail thôi, à, trường hợp này chúng ta sẽ bán xuống nhưng cuối cùng lại thị trường không xuống thì trường hợp này chúng ta fail, à, sẽ có thắng có fail, không phải lúc nào cũng chính xác nha anh chị, xác suất 60-80% thì còn lại 1% cũng là thua, à, nên là còn tới 20-2% tất nhiên là thua là chuyện bình thường rồi, nên sẽ có lệnh thắng lệnh thua là chuyện bình thường rồi. Đây thế nên này đó, à, đồ gì thấy không, xác nhận tăng, à, đảo chiều đi lên đó, anh chị xem chỗ này và ngay chỗ này đồ gì thấy không, xác nhận giảm thị trường đi xuống đó, nó rõ ràng đó, nó rất chính xác, khả năng xác suất là rất cao. À, ví dụ trường mấy trường hợp này, cái bộ nến chỗ này thì nó dàn co chúng ta chưa rõ ràng, à, đây cũng là một cái nến này anh chị xem, để xem chúng ta xem qua chỗ này có phải là trên đỉnh không, à, cái này không phải đỉnh, ngay chỗ này không phải đỉnh, à, đỉnh là nằm trên này, vị trí cao trên này, còn vị trí này là chỉ là đang chế độ này người ta gọi là chế độ sideways, cái này là sideways biên độ lớn, sideways có nghĩa là nó dàn co, nó chạy trong một cái vùng, à, vùng nhỏ, cái vùng song song nhỏ, sau này chúng ta học kinh giá chúng ta sẽ biết cái trường nào nó chạy song song, là bộ này vùng này là vùng nén, bộ này bộ đang nén, nên là những cái trạng thái này, những cái nến thế này là không an toàn ha, những cái nến doji xuất hiện trong những vùng nén này không an toàn, mà chúng ta phải đợi break out ra, nếu break out lên trên này, bung lên trên này thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh mua lên, mà nếu break out xuống dưới thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh bán dưới đó, thì sau này chúng ta học phương pháp là break out và bán xuống, chúng ta test lại chúng ta bán xuống, sau đó chúng ta sẽ học cái chuyện đó sau. Tạm thời chúng ta sẽ liên tưởng trong đầu là sẽ có những kiến thức này để chúng ta sẽ thực hiện cái này, sau này chúng ta học đây là một mô hình thòng lọng, một cái mô hình thòng lọng ha, đây thực hiện phù ngay cho vị trí này là cho dấu hiệu khi nó giằng co trong này nhiều mà cái thế trên này đi xuống thì phần lớn mục tiêu của chúng ta sẽ là chờ bán xuống, nó phải dài này, nó chạy kiểu dài này, chúng ta biết cái thế luôn chạy dài này. Đó, thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh bán xuống, rất ít chạy ngược lên ha. Đó, thì cũng có trường hợp chạy ngược lên, chẳng hạn thì trường hợp này là người có tô, mô hình cái tô thì sẽ rất ít, nhưng mà tư thế này là đẹp nhất để chúng ta bán, thì điểm đây là chính là điểm chúng ta nhận dạng là chúng ta bán này, sau khi giằng co chỗ này và xuất hiện một cây doji tuyệt vời thì lúc đó chúng ta có thể quyết định bán trực tiếp ngay chỗ này, chúng ta chắc chắn rằng thị trường này nó sẽ thủng, à, ví dụ vậy, thì chúng ta bán, đó là cơ hội chúng ta. Ai mà nhận ra được nến chỗ này đẹp là chúng ta sẽ thực hiện lệnh bán và ăn trọn cái nến này. Nến này tỷ lệ ăn tới bao nhiêu? Nếu mà tới vị trí này mà tới vị trí này là tới 1 năm á, ăn 1 năm đó. Đó, đó là những hiệu quả của cái nến này là nó dạy đó anh chị. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. À, rồi chúng ta sẽ tiếp tục cây pin 3. Pin 3 thì chúng ta sẽ tìm một cây dài cây pin 3 thêm nữa để cho anh chị quen luôn. Đây, đây là một trường hợp pin 3. Pin 3 xác nhận tăng ha, đảo chiều đi lên. Đó. Thế này là thế doji rồi này. Đó. Thế doji, nhưng mà cái thế này trước này là nãy chúng ta biết là cái thế này là thế gì. Thế này là thế gì. Thế này nãy này, mới học xong nãy đó. Inverter đó. Rồi. Đây. Cái trường hợp này này. Cái trường hợp này là một doji này, một cái xác nhận giảm này. À, trường hợp này chúng ta cũng fail ha,
doji xác nhận giảm chúng ta bán xuống nhưng cuối cùng không xuống, trường hợp này chúng ta cũng fail, fail là bình thường. Rồi anh chị xem trường hợp này nè, trường hợp đây này đang siêu xuống, xuống xuất hiện cái nến spinning top và cây xác nhận tiếp theo là một cây doji, có nghĩa là tuy spinning top rồi xác nhận tiếp theo cũng là cái nến xanh nhưng mà nó là một cái nến doji sai chiều luôn, nên mình chưa biết cây xác nhận tiếp theo là cái gì, nên ngay chỗ này mình ai vội mà thực hiện lệnh mua lên là fail ha, mua lên fail. Mà ngay chỗ này nếu cây xác nhận tiếp theo là giảm thì nó sẽ hỗ trợ xuống giảm, giảm tiếp, giảm mạnh luôn đó, anh chị xem đó, thấy không? Giảm mạnh luôn thấy không, giảm hỗ trợ vô giảm miết tiếp theo, giảm sâu luôn đó. Rồi thế này, thế này nãy đây cái doji này anh chị xem đó. Và cái thế này anh chị mới học nãy này, hai cái nến luôn, nến gì anh chị, hai cái nến này tên quả đúng, biết là hammer rồi nhưng mà nó đang là cái búa ngược á, thấy không, phải gọi là inverter hammer à, chỗ đó để chỗ đó ha. Rồi chúng ta sẽ xem. Rồi đây, đây là một cây pin 3 và một cây xác nhận giảm, anh chị xem một cây pin 3 ha. Đầu tiên là spinning top này, cái đầu là cây spinning top do cây xác nhận tiếp theo không phải là cây giảm nên chúng ta chưa bán sớm được. Cây tiếp theo là cây tăng tiếp, mà cây tăng này là một cây pin 3 thì nguyên cái bộ nến này chúng ta sẽ đợi một cây xác nhận. Rồi đây, cây này chính là cây xác nhận giúp cho chúng ta bán xuống đó, bán xuống. Và khi bán xuống tới đây, nếu chúng ta đạt được chỉ tiêu 1-2 rồi chúng ta sẽ dừng ở vùng này là 1-2 rồi này. Sau đó nó về đây xuất hiện thêm tiếp một cái thế nến nữa, nến người treo cổ nữa, chúng ta sẽ bán xuống. Và sau này chúng ta học thêm một cái nến nữa, chúng ta mở rộng ra học nến nữa. Nến này ngoài ra nó còn một cái nến nữa, người ta gọi là một cái nến mây đen bao phủ, tại vì nó có khoảng gap chỗ này, nó có cái nến mây đen bao phủ hoặc là nến người treo cổ cũng được, mây đen bao phủ cũng được, nó tựa giống nhau thì anh chị có thể đoán được là thế nến là thế nến đảo chiều chung chung. Mây đen bao phủ, tại sao mây đen bao phủ, là một cái nến màu đen, đúng ra sơ đồ đúng là cái nền này màu trắng, background là màu trắng, cây nến màu đỏ này chính là một cái nến màu đen và cái nến màu xanh này chính là cái nến màu trắng, đó là sơ đồ mặc định của thị trường tài chính là cái này này đó. Vì thế người ta gọi đặt cái tên là mây đen bao phủ là tại vì nó là màu đen, đa một xuống lên này xuất hiện một cái chùm đen thui trên này và xuống thế này thì đây là một cái thế gọi là mây đen bao phủ, hoặc là đó, thì mây đen bao phủ cũng hỗ trợ cho trường xu hướng xuống, hoặc nó là cái nến người treo cổ đó luôn, cũng là cái thế giống như thế người treo cổ vậy đó. Ví dụ vậy, người thường xuyên cái thế mà có bóng nến như này, có cái gáp, người ta thị trường á giải thích luôn cái chuyện gáp này á. Gáp thường xảy ra, anh chị nên nhớ nha, vào những dịp cuối tuần, vào thứ sáu thị trường đóng cửa, phải không? Thị trường đóng cửa ngân hàng chốt giá là A, chốt giá thị trường đóng cửa là ở vị trí A. Thì ngày thứ bảy chủ nhật một số ngân hàng vẫn còn hoạt động, vẫn còn hoạt động tính toán chuyện lãi suất, chuyện này kia đủ thứ trong thầm kín trong ngân hàng, nhưng mà người giao dịch ở ngoài người ta không biết trong ngân hàng vẫn còn hoạt động, có những cuộc họp ngân hàng nội bộ, có những cuộc họp thay đổi tỷ giá, thay đổi gì chính sách gì đó trong ngân hàng. Thì tới ngày thứ hai bước qua ngày đầu tuần thị trường mở cửa thì ngân hàng nó sẽ sau khi thống nhất được cái giá mới, tỷ giá mới của đồng đô la của nước họ hoặc là cái gì đó liên quan tới lãi suất gì đó của ngân hàng họ, thì khi qua ngày mới ngân hàng sẽ cập nhật lại một cái giá B, một cái giá B, thì giá B này có thể lớn hoặc nhỏ hơn giá A. Mà sàn Forex này, những cái nhà sàn Forex này, sàn Exchange Market này, họ chưa biết trước được cái giá B này, họ chỉ biết kết thúc ngày hôm đó, ngày cuối tuần ngày thứ sáu là giá A. Khi sàn mở ngày lên xuất hiện ngày thứ hai lúc 4 giờ sáng Việt Nam thì mở cửa lên thì sàn nó sẽ cập nhật lại dữ liệu trên liên ngân hàng, trên ngân hàng á, thì ngân hàng trả về cho một cái giá B. Giá B nằm ở vị trí nào thì cái nến sẽ xuất hiện ở vị trí đó, vì thế nó phải khoáng trống như thế này. Đây, đó gọi là gap, thì người ta gọi tên gọi là gap. Đó là một ý nghĩa. Ý nghĩa gap thứ hai là có những trường hợp là đột xuất biến động lớn, ví dụ như cuộc bầu cử, chiến tranh hay gì đó,
đó, nó biến động quá lớn, có nghĩa là nó biến động đến nỗi mà hệ thống không đáp ứng được luôn, hệ thống không đáp ứng được luôn, thì nó sẽ có khoảng xuất hiện những khoảng trống thế này, là gọi là nhảy, nó nhảy đến nỗi mà là không đáp ứng được luôn, có thể là nhiều máy tính có thể bị treo luôn, treo trong giai đoạn đó luôn. Cái giá đó là có nghĩa là máy tính mà không đáp ứng được cái giá đó luôn, là cái server đó không đáp ứng được, là trống khoảng này, tại lúc đó nó không nhận được cái giá từ ngân hàng đổ về, thì nó trống khoảng này và nó nhận một cái giá mới hiện tại. Ví dụ đang giá là như thế này, tự nhiên có treo cái máy tính, treo server quá tải gì đó, giá nhảy lên không đáp ứng được, thì lúc đó cái giá mới, nó lấy cái giá mới hiển thị ra đây và giá cũ nằm đây, thế là trống một khoảng này, người ta gọi là khoảng này là gap. Thì việc gap này nó xảy ra cái đợt bầu cử vừa rồi, anh chị xem thực tế luôn, bầu cử tổng thống Mỹ hoặc là bầu cử tổng thống Pháp vừa rồi có, đây vừa rồi đúng cái ngày này là ngày chủ nhật của ngày 21 tháng 4, và ngày 21 tháng 4 thì ngày đúng vào ngày 23 tháng 4 là ngày chủ nhật á, 21 là ngày thứ sáu, ngày chủ nhật là ngày 23 tháng 4 chính là ngày bầu cử đợt một của tổng thống Pháp, anh chị nhớ ha, tổng Pháp, thì lúc đó nó tạo ra đoạn gap thế này, có nghĩa là lúc bầu cử thì nó hoạt động kín giữa các phiếu, các tổ chức kinh tế của nước nọ, rồi ngân hàng nó sẽ dựa vào đó, nó sẽ cho ra một cái giá, mà giá này thì broker không biết, broker tại một quốc gia khác họ không nắm được cái giá này, khi mở cái sàn ngân hàng đưa ra cái giá đó thì broker update về cái giá đó, thì giá đó nó sẽ không nằm theo chuẩn của từ đầu mở cửa nữa, mà nó nằm ở cái giá thế này, vì thế nó xuất hiện một cái khoảng thế này, người ta gọi là khoảng gap. Thì những sàn uy tín thì khoảng gap này là nó sẽ trượt luôn nha. Ví dụ nha, anh chị đang ở vị trí cái thế này, thế bán anh chị ha, thế bán, chúng ta bán xuống, phải không, chúng ta đặt stop loss trên này, mà khi gap nó nhảy lên tới trên này luôn thì cái điểm stop loss chúng ta không phải nằm ở đây, mà điểm stop loss ta chuẩn bị lỗ nằm trên này luôn, đó là chúng ta sẽ bị trượt lên trên này luôn, tại giá lúc này là chúng ta phải chịu lỗ khoảng này, tại sàn cũng bị lỗ mà chúng ta phải lỗ nên chúng ta phải trả khoảng này, nên là nhiều người sẽ hiểu tại sao mà lại tự nhiên tôi đặt stop loss chỗ này mà tôi bị lỗ lên tới trên này luôn. Đó, đây chính là những điểm rủi ro của cái nghề này. Có thể sau một đêm cuối tuần, cuối tháng, hoặc sau một đêm xảy ra chiến tranh thì tài khoản của chị sẽ bốc hơi, chỉ sau một đêm mà anh chị không hề biết lý do gì tại sao. Nếu như anh chị nào tham ha, thường xuyên chết là những khoản gấp này, chết là do anh chị tham. Vốn anh chị có 4.000, anh chị quất bốn lót, quất luôn bốn lót luôn 4.000 á, bình thường 4.000 chỉ quýnh được 0.04 thôi. À, mà anh chị nhăn lên tắt quýnh lên cả trăm lần, gấp cả trăm lần. Anh chị ngứa tay quýnh lên cả trăm lần thì chỉ sau một đêm thôi, anh chị sẽ trắng tay với 4.000 này, bốc khói trong một đêm, mở hôm sau cháy tài khoản. Là chuyện bình thường, đó là rủi ro của nghề này. Mà rủi ro cái nghề này, phần lớn những ai tham mới bị. Còn những người quản trị vốn, người ta sử dụng 0.04 lót, phải không? Dừng ở đây 0.4 lót thì nó dừng lên trên đây, nó gấp đôi trên này thì chúng ta sẽ mắc là cao lắm, chúng ta mắc lên gấp đôi thì chúng ta là 0.08. Và nếu nhảy gấp lên gấp bao nhiêu nữa thì chúng ta cũng cao lên cũng 0.1. Ví dụ vậy, cao lắm thì chúng ta bị thiệt hại 0.1 thôi. Đó, còn những người quất 4 lót thì anh chị sẽ thiệt hại là gấp đôi lên là 8 lót. gấp đôi lên nữa thành mấy chục lót thì tài khoản chị bốc hơi. Đó là rủi ro cái nghề này. Những ai không tuân thủ cái quản lý vốn sau này chúng ta học á, thì chúng ta sẽ bốc khói hết. À, chúng ta có thể thắng trong 3 năm, thắng trong 10 năm mà thua trong 1 giờ, thua trong một đêm ngủ một đêm, thứ bảy chủ nhật đi chơi, thứ sáu kết thúc, thứ bảy chủ nhật đi chơi, tưởng qua thứ hai ngon lành lắm, qua thứ hai nhìn như tài khoản bốc khói xong. Đó là rủi ro của nghề này ha, anh chị nên nhớ điều đó. Thì đây gọi là khoảng gấp. Rồi, sẵn là giải thích thêm cho anh chị sau này để nhận dạng luôn. Rồi, chúng ta quay lại bài. Rồi, trường hợp này nữa là một cái nến đặc biệt. À, nến này là không có bóng nến. Không có bóng nến ha. Không có bóng nến, chỉ có một cái body thôi. Cái này gọi là body ha. Cái này là người ta gọi cái chung chung mà không có trên cái đầu là cái bóng nến. Còn cái chính giữa này, người ta gọi nguyên cái này, người ta gọi là cái body, là cái thân nến. À, gọi là cái thân nến đó. Thì cái nến này người ta gọi là nến Mazu Bozu.
chị đi ha, Marubozu. Thì nến này cực kỳ hiệu lực mà khá mạnh ha, thấy nến này là cực kỳ mạnh. Thì nến này nó cũng có thể hai chức năng luôn, đảo chiều và hỗ trợ xu hướng tiếp diễn nếu như cây xác nhận tiếp theo. Đó. Nhưng mà khi những cái nến này là cản rất mạnh ha, những cái nến này cản rất mạnh. Sau này ít rất trường hợp này lắm, nhưng mà cũng sẽ gặp, lâu lâu cũng sẽ gặp này, lâu lâu sẽ có những cái bóng nến nhỏ nhỏ ở đây, nhưng mà nó những trường hợp đó thì lại nó không có có tuyệt đối. Còn nếu không có bóng nến là chính là cái nến Marubozu tuyệt đối, còn có bóng nến là không phải tuyệt đối. Này năm bóng nến, nó không có bóng nến, nó có bóng nến thế này thì nó là một cái nến bình thường thôi, còn không có bóng nến chính là nến Marubozu. Màu xanh thì nó là bullet ha, màu đỏ là bearish, diễn tả là tăng, diễn tả là giảm thôi. Chị anh chị có thể dùng tiếng Anh để trị mắt gì đó. Thì chúng ta sẽ có những cái nến như thế, rất ít xuất hiện những cái nến như đó, nên là khi nào chúng ta gặp thì chúng ta sẽ, khi chúng ta thực gặp, chúng ta gặp chúng ta sẽ nói gì nó. Còn lại thì rất ít, chúng ta rất ít tìm ra được cái nến như thế. Đây này, gần giống này, anh chị xem những cái này, cái nến này gần giống này. Đó. Tại vì nó có bóng nến nên nó không hoàn hảo, nó có bóng nến trên này bắt tí này nó không hoàn hảo, không nó không hoàn hảo. Đó. Thì nếu mà không có thì nó mới hoàn hảo. Tại trường hợp này thì nó là một cái nến thường rồi, nhưng mà cũng là một cái nến tựa một cái nến Marubozu, khá hay cái nến này. Nhưng mà chúng ta học sau này chúng ta học thì cái thế này là một cái thế nến Faki để dành cho đảo chiều đi lên. Faki ha, cái này là cái nến mẹ, cái nến nến con và một cái nến breathe out xuống dưới quay lại. Thì nó một cái thế nến Faki giúp cho việc chúng ta thực hiện lệnh bay lên. Sau này chúng ta học chuyện đó. Marubozu. Nến này nó khá hoàn hảo nên anh chị có thể không thấy được đâu. Nó cùng là chúng ta sẽ biết vậy thôi. Để chúng ta dành thời gian cho những nghiên cứu khác. Trường hợp này không tìm ra. Rồi không có rồi, tìm nãy giờ cũng nhiều lắm rồi, không có cái thế nến Marubozu để cho anh chị xem cái thực tế của nó. Các chị chịu khó ở nhà cho anh chị cứ lật ra, xem cái hình trên sách Forex 100 và những cái hình em chụp trên slide này, là lục tìm và note lại. Anh chị note dùng những cái note này nè, ở trên này nó có những cái test này nè, có raw test nè, raw test level nữa. Anh chị dùng hai cái chức năng này để anh chị note lên cái sản phẩm. Ví dụ như anh chị, đây anh chị note cho đây, anh chị gõ cho Doji vô, anh đổi màu lên, anh chị lục tìm cho Quang, anh tự nhìn ha, anh chị tự nhìn, đặt ở đây, Doji, sau đó chị liệt kê hết tất cả, sau đó rồi làm xong rồi anh chị mở ra sách là kiểm tra lại, nến này tôi nhận ra đúng này, tính nến tôi nhận ra đúng, nến này sai, kiểm tra lại tại sao tôi sai, rồi tiếp tục làm như thế, chúng ta nhớ, làm như thế là cách học ha, đó là cái mẹo để cho chị học. Marubozu. Ok, để chúng ta lúc nào chúng ta thực hành chúng ta gặp thì chúng ta sẽ thấy được cái chuyện đó. Bây giờ chúng ta học những phần quan trọng hơn, để không là chúng ta sẽ không có cơ hội để nạp kiến thức mới. Rồi, nến là anh chị phải về xem và xem lại trên trong sách Forex 100 để xem thêm ha. Bây giờ chúng ta qua một cái phần mới là chúng ta học về không, test này là đặt ở vị trí đó, test này dùng để đặt ký hiệu nó ở vị trí đó chứ không phải là để chạy test. Ở đây không có test, không có chạy được nha. Chúng ta đặt chỗ nào là ký hiệu, chỗ nào là ký hiệu chỗ đó luôn đó, test này không có chạy. Này đặt chỗ này đó, là để luôn chỗ đó chứ không có chuyện mà chạy đâu nha ha, không có chạy đâu. Còn cái chỗ nó chạy cái đồ thị này, chỗ này là chúng ta tắt cái này, tắt này đi là sẽ đi test, đặt là nó chỗ nào là nằm ngay chỗ đó chứ không có chạy. Còn mà test chạy là dùng một cái phần mềm khác, ví dụ đây đó, thì nó chạy dùng một cái phần mềm vẽ, thì đây là phần mềm trung gian vẽ chứ không phải là phần mềm trên Enter 4.
test mà không cố định chỗ đó thì là không đúng. Test nào không cố định, có chuyện đó thì vẽ sau đi, nhưng nào không cố định thì lúc đó là đưa vô team view để mình kiểm tra. Còn ở đây test này là cố định hết ha. Còn test không cố định có nghĩa là đang dùng một phần mềm khác chứ không phải phần mềm MT4. Phần mềm MT4 này là test vẽ chỗ nào là nằm ngay chỗ đó, di chuyển chỗ nào là nằm ngay chỗ đó, đúng chỗ đó luôn nha, không có thay đổi, không có thay đổi nha. Còn nếu nó thay đổi là do rồi đây, cái này là label, cái này là cái label thay đổi này. Còn cái test này này, raw test này, raw test là nằm cố định, còn này là cái label không phải là test. Cái này là cái label, để gọi label đi. Rồi, label chúng ta test. Chúng ta lấy lộn rồi đó. Nè, raw test label, label này thì chạy. Rồi, trước giờ không dùng cái này cũng không để ý cái này. Chúng ta không dùng cái này. Mà chúng ta dùng cái test này nè. Cố định ha. Còn những cái khác là chúng ta sẽ vẽ những cái phần mềm, có phần mềm test sticky khác, mấy phần mềm sticky khác nữa thì vẽ lên nó sẽ giúp cho nó sẽ chạy, nó không nằm cố định. Rồi, ok. Chúng ta sẽ đi qua một phần mới là hỗ trợ kháng cự và cái trendline. Thì những cái này là quyết định cho chúng ta sẽ giao dịch được hay không, là thực hiện tại sao những vị trí này để thực hiện lệnh bán, và vị trí này chúng ta thực hiện lệnh mua, vị trí này chúng ta thực hiện lệnh mua lên và vị trí này chúng ta thực hiện lệnh bán xuống, ví dụ vậy. Nếu những cái vị trí quan trọng thế này á, là những vị trí này mà nó có dấu hiệu fraction á, nó có dấu hiệu cái nến này nãy á, những vị trí này này thì giúp cho chúng ta thực hiện lệnh mua lên, và cái này chúng ta thực hiện lệnh bán xuống, mua lên đó, là bán xuống, như vậy đó. Thì chúng ta sẽ học những cái phần hỗ trợ kháng cự thế này, anh chị xem. Thì những cái vị trí thế này, rồi để thu nhỏ lại cho anh chị xem. Rồi ví dụ những cái vị trí nằm ở dưới, nằm ở dưới này ha, nằm ở dưới ví dụ như là đang xu hướng xuống thế này, một cái những cái nằm ở dưới, những cái nằm ở dưới một xu hướng xuống nằm dưới này, người ta gọi cái vùng này là vùng hỗ trợ. Đang xu hướng xuống và một cái nến giằng co, những cái nến xuống xuống này, những cái nến giằng co vùng này đó, thì vùng đây người ta gọi là vùng hỗ trợ đó. Thì đây chính là những cái vùng này này đó, vùng này, những cái vùng này là vùng hỗ trợ đó. Còn những cái nến trên đỉnh đó, xu hướng lên thế này, những cái nến trên đỉnh xuất hiện giằng co này, dàn co nha, dàn co là xuất hiện nhiều cái nến song song, những cái nến mà đó, thì đây cái vùng này là vùng kháng cự hay là resistance đó, kháng cự. Dưới này là vùng hỗ trợ, nó nhớ kháng cự nằm trên đỉnh, hỗ trợ nằm dưới đáy đó. Rồi còn một số quan trọng nữa là những vị trí này, khi mà vị trí giá, ví dụ trên này ha, giá nó dưới này, nó dàn co này lên đặt dàn co, đây là kháng cự, đây hỗ trợ, nhưng mà khi nè cái giá nó vượt qua cái vùng kháng cự, nó rít ra khỏi vùng kháng cự luôn, nó rít khỏi vùng kháng cự và nó hình thành lên ra đây một vùng kháng cự mới, hình thành một cái vùng kháng cự mới, thì sau này chúng ta sẽ học là đây là vùng cung mới, vùng cung cũ hình thành vùng cung mới, đây vùng hỗ trợ cũ, vùng cầu cũ hình thành vùng cầu mới, nhưng bây giờ chúng ta học hỗ trợ, chúng ta quan tâm hỗ trợ thôi. Thì đây xuất hiện đây vùng hỗ trợ mới, vùng kháng cự mới, vùng kháng cự mới ngay chỗ này, khi giá lên trên này hình thành vùng kháng cự mới mà giá nó tuột xuống, nó tuột xuống lại cái vị trí mà kháng cự cũ, thì vị trí kháng cự cũ sẽ trở thành vị trí hỗ trợ đó, để chỗ này ha đó. Giá đang đang dưới này, giá trên này đang trên này, giá đang trên này, xong là trên này kháng cự này nó tuột xuống, nó tạo thành vùng hỗ trợ, xong nó giá nó quay lại cái vùng kháng cự cũ, nó rít out lên luôn, nó tạo vùng kháng cự mới trên này, xong nó tụt xuống đây, thì nó tạo ngay vùng này, thì vùng nó tụt xuống gặp ngay vùng này, gặp cái vùng kháng cự mà cũ á, thì vùng này sẽ biến thành vùng hỗ trợ và tiếp tục nó lên trên này, thì lên trên này cái vùng trên này sẽ biến thành một vùng kháng cự cản tiếp, đó, kháng cự đây, kháng cự cũ này là hình thành thêm một vùng kháng cự mới,
là khi mà gặp những kháng cự thế này là dễ bị đảo chiều xuống tiếp nữa, đảo chiều xuống gặp hỗ trợ, gặp hỗ trợ giằng co xong tiếp tục đảo chiều nữa. Thì nhiệm vụ của kháng cự hỗ trợ là sao? Hỗ trợ là nó cản, cản không cho giá thủng, thủng xuống, và kháng cự nó cản không cho giá thủng lên. Đó. Ý nghĩa là vậy. Kháng cự là cản không cho giá vượt qua nó, giống như là trên cái đầu mình nó có cái tầng nhà, cái tầng thứ nhất là cái vùng đó vùng kháng cự, còn vùng hỗ trợ chính là cái tầng là dưới cái tầng trệt, rồi lên tầng thứ hai. Không, lên tầng thứ hai, tầng thứ hai của tòa nhà thì cái tầng thứ hai lúc đầu là kháng cự, bây giờ nó sẽ là phần hỗ trợ. Hỗ trợ chúng ta đứng, chứ không hỗ trợ chúng ta là chúng ta lọt ra xuống tầng dưới tầng trệt luôn rồi, chết rồi. Đó. Thì lúc đó tới tầng trên nữa, tầng thứ ba thì hiện tại nó đang là kháng cự. Nó trên đầu chúng ta nó đang là kháng cự, nó cản, nó không cho ta lên. Mà khi ta leo lên được trên tầng thứ ba rồi, ta đứng trên được tầng thứ ba rồi, thì tầng thứ ba sẽ biến thành tầng hỗ trợ cho chúng ta đứng vững trên, không được lọt xuống dưới. Và thế tầng thứ tư, thứ năm, vậy đó, ý nghĩa là vậy đó. Anh chị liên tưởng vậy nên chị nhớ. À, rất quan trọng ha. Rồi, chúng ta sẽ quay tới vào đồ thị để chúng ta xem những cái trường hợp này. Chúng ta load lại template mới cho nó gọn. Rồi. Anh chị xem. Đây. Những cái giá nó dàn co này nè, tha anh chị xem, thấy không? Vùng này đang trên đỉnh ha. Trên đỉnh. Những cái vùng này trên đỉnh. Đây, những cái trên đỉnh thế này. Đó, đây là vùng này chính là vùng kháng cự. Là cái lầu trên á, tầng lầu trên, và những cái vùng dưới này dưới đáy này. Đó, vùng dưới này gọi là vùng hỗ trợ. Thấy không? Đây là kháng cự, đây là hỗ trợ. Giá nó chạy lên chạy xuống nha anh chị xem này, thấy không? Đó, nó lên gặp kháng cự nó tuột xuống, cứ gặp lên cái view giá đang xuống mà lên gặp đường kháng cự nó sẽ bị đảo chiều xuống, rồi đảo chiều xuống này nó gặp hỗ trợ cái đẩy chiều lên xuống vậy, nó lên xuống vậy đó, nó lên xuống chạy mô hình dính chắc vậy đó. Đó thì đây là trên là kháng cự với hỗ trợ, thấy không? Sau đó rồi khi giá nó thủng ra, giá nó thủng luôn, nó thủng qua cái vùng hỗ trợ này, thấy không? Nó thủng rít out ra luôn. Đó, rít out xuống đây nó tạo thành một cái vùng, đây là vùng gì? Tạo thành một vùng hỗ trợ mới, hỗ trợ mới. Mà khi giá vùng hỗ trợ mới nó quay lại, nó chạm lại, chạm lại cái vùng hỗ trợ ban đầu á, cái vùng này là anh chị chưa học rồi, lộn, anh chị chưa học đó. Đó là của cái này, ví dụ này là của cái này. Ta đang tìm cái ví dụ của cái này trước, ví dụ kháng cự trở thành hỗ trợ trước. Lát chúng ta học cái đó là chúng ta sẽ làm cái đó sau. Rồi để xem. Rồi đây, anh chị xem dưới này vùng hỗ trợ này, thấy không? Bóng đấy, đây là vùng dưới này vùng hỗ trợ, trên là trên vùng kháng cự. Thì trong vùng hỗ trợ cự nó chạy lên chạy xuống thế này. Rồi giá bắt đầu cứ dưới này hỗ trợ lên gặp kháng cự, kháng cự đẩy xuống thành hỗ trợ, hỗ trợ kháng cự đẩy lên xuống liên tục, và một giai đoạn lúc nào đó giá nó vọt qua vùng kháng cự, nó vọt qua kháng cự, phải không? Thì nó dọt qua kháng cự, nó quay lại, nó chạm vô cái vùng kháng cự lúc nãy, thì nó biến cái vùng này nè, cái nơi này nó biến thành cái vùng hỗ trợ. Để gì? Là chính là cái vùng chúng ta leo lên được cầu thang, chúng ta đứng được trên cái tầng số 2, thì tầng thứ hai sẽ giúp hỗ trợ cho chúng ta đứng vững trên tầng thứ hai, chúng ta không lọt xuống tầng 1. Thì đây, vùng này là vùng hỗ trợ, thì ngay cái điểm hỗ trợ này để giúp cho chúng ta thực hiện lệnh mua lên. Đó. Có nghĩa là nó đi đang lên giằng co thế này. Đó, nó read out lên trên. Đó. Thì nhiệm vụ chúng ta là gì? Chúng ta đợi giá nó hồi về đây, gặp cái vùng kháng cự cũ là biến thành hỗ trợ đó, thì chúng ta thực hiện lệnh mua lên. Đó. Với điều kiện ngay chỗ này xuất hiện tất cả các mẫu hình pricing nãy chúng ta học đó. Nếu có pricing nãy chúng ta học thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh mua lên. Đó, mục đích của cái hỗ trợ gì là vậy đó. Có nghĩa là kháng cự, khi read out khỏi kháng cự quay lại thì thành hỗ trợ. Đó là trường hợp là chúng ta đang nói là cái từ dưới đất lên lầu 1. Đó, lên lầu 1, chúng ta bò lên cầu thang lên lầu 1, thì lầu 1 sẽ là vùng hỗ trợ cho chúng ta, cơ hội để chúng ta hỗ trợ tốt để chúng ta lọt lên vòng 2, là tầng 2, là tầng 2 sẽ tiếp tục lên tầng 3. Đó, bây giờ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo. Thì phần tiếp theo là
chúng cũng tương tự cái này thôi, nhưng nó sẽ ngược lại một tí. Tại sao cái này, cái thế này là gì? Cái thế giá nó đang ở dưới này và nó vọt lên trên cao, nó té xuống này, nó vọt lên cao, thì chúng ta đang là xu hướng giá đang dưới đất, xong rồi lên trên lầu, rồi đứng trên lầu, xong rồi leo lên lầu 2, đứng trên lầu leo lên lầu 3, nó thì đang là cái thế chúng ta sẽ leo bậc thang liên tục. Đó, bậc thang liên tục. Bây giờ chúng ta sẽ đi cái thế ngược lại là đang trên lầu chúng ta tụt xuống, trên tàu cao nhất chúng ta đi lần lần xuống tới đất. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần đó. Hồi nãy dưới đất ha, đang dưới đất lên trên lầu. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngược lại là từ trên lầu chúng ta đi xuống dưới đất. Đó. Từ trên tầng cao nhất chúng ta sẽ đi xuống tầng trệt. Thì những vị trí trên này là cái tấm trên sân thượng. Sân thượng ha, anh chị nhớ anh chị đang vị trí cao nhất thì trên đầu anh chị là sân thượng ha. Thì sân thượng đang là kháng cự nè. Đúng không? Thì trên lầu trên cao nhất anh chị xuống tầng tiếp theo. Đó. Xuống tầng 3 chẳng hạn, xuống tầng 3 thì vùng tầng 3 chính là vùng hỗ trợ để giữ cho anh chị đứng vững cái tầng 3 không lọt xuống tầng trệt ha. Không lọt có tẩm xuống tầng trệt mà hỗ trợ giữ. Thì xuống tầng 3, anh chị có việc gì đó, anh chị lại tiếp tục lên sân thượng. Anh chị quay lên sân thượng. Xong rồi anh chị lại xuống tầng 3, anh chị lên sân thượng. Đó. Thì cứ lắm quản biết cái tầng 3 sân thượng, sân 3 sân thượng hoài, thì có một ngày nào đó anh chị cần cái gì đó anh chị chạy xuống tới tầng trệt, chạy xuống tầng 2 chẳng hạn, đây ví dụ xuống tầng 2 thôi. Khi xuống tầng 2 rồi á thì trên đầu anh chị muốn quay lên trên đầu thì anh chị phải đi lên lại. Thì khi đi lên lại thì những cái vị trí cái tầng số 3 nãy đó chính là vị trí nó cản lại cho anh chị đó. Thì đây trên này chính là kháng cự ha, trên cao là kháng cự, dưới hỗ trợ cho anh chị đứng là hỗ trợ. Mà khi anh chị xuống dưới tầng dưới nữa rồi, xuống dưới tầng dưới rồi mà anh chị quay lên nữa, đụng cái kháng cự hồi nãy đó, thì cái kháng cự này sẽ biến thành hỗ trợ. À, cái hỗ trợ này sẽ biến thành kháng cự. Lộn. Trên này kháng cự anh chị ha. Kháng cự này. Dưới này là hỗ trợ. Thì khi giá quay lại cái vùng hỗ trợ, thì cái vùng hỗ trợ này sẽ chuyển thành vùng kháng cự cản, không cho tấm ta lên. À, chúng ta cứ leo lên là chúng ta bị đẩy xuống, leo lên chúng ta bị đẩy xuống đó, thì hỗ trợ, những cái hỗ trợ đó nó sẽ thành kháng cự, nó tương tự, nó chỉ ngược nhau chứ thôi, ngược nhau tí thôi. Có nghĩa giá mà nó reach out ra khỏi vùng hỗ trợ cũ, nó tạo thành một vùng hỗ trợ mới, mà khi giá nó quay lại cái vùng hỗ trợ cũ thì vùng hỗ trợ cũ sẽ biến thành vùng kháng cự để giữ giá và đẩy giá tiếp tục đi xuống nữa. Nó chỉ ngược lại thôi. À, giống như cái trường hợp nãy là bình thường. Có chứ. Rít out bình thường. Đây là cái thế đi ví dụ thôi, chứ còn nó đi lên trên này, nó rít out lên trên này luôn. Rít out lên này bình thường. Thì những trường hợp này là chúng ta fail quá. Nếu nó lên trên này. Rít out. Cái gì? Có bình thường. Thì nhà, nếu ví dụ trường hợp mình thế thôi, thì ví dụ đây là sân thượng, mà khi sân thượng người ta muốn xây dựng thêm cái chuồng cu trên này, read out lên thì chuyện bình thường thôi. Ở đây chúng ta ví dụ cho hiểu thôi, chứ còn read out là tất nhiên có hết. Khi xuống tới đây, nó tới trường hợp này nó quay đầu lên đây, quay lên tiếp, lên, nó lên hoài luôn cũng được, có hết xong có. Cái chuyện đó là cái chuyện sau này chúng ta học, mà đừng có cái sau này chúng ta học cái mua bán đó chúng ta sẽ biết chuyện đó. Còn ở đây là chúng ta đang giải thích cho hiểu là cái thế nào là hỗ trợ kháng cự thôi. Còn khi chúng ta mua bán thì chúng ta sẽ biết chuyện đó. Có chứ xong có. Đây nè, thiếu cha gì. Nè. Bắt đầu nè. À, dưới này nè, từ dưới này nè. Lên trên này nè, lên trên nóc nè, xong rồi nó đi xuống nè, nó xuống nè, xong nó quay lại nó lên luôn nè, nó xuống nè, quay lại lên, thị trường mà, nó sẽ chạy theo hình dưới chắc này liên tục nè, có liên tục rồi xuống này, nó thủng liên tục là chuyện bình thường, có hết. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta đang giải thích về hỗ trợ kháng cự, chúng ta chưa phải nói về cái chuyện mà thủng không thủng hay chuyện đó, chuyện sau này. Chuyện đó là những bài học sau này chúng ta sẽ nói về chuyện đó. Hôm nay chúng ta chỉ quan tâm tới cái chuyện là hiểu được hỗ trợ kháng cự là gì thôi là được rồi. Đó. Thì những vị trí hỗ trợ, xong cái hỗ trợ này
cái hỗ trợ này nếu giá thủng tiếp, nó thủng tiếp, nó tạo thành một vùng hỗ trợ mới mà giá nó quay lại cái vùng hỗ trợ lúc cũ, thì cái vùng này chính là vùng kháng cự. Đó, kháng cự để đẩy giá xuống tiếp. Và tương tự như thế, lặp lại tương tự như thế, là cứ hỗ trợ giá đi xuống thủng, hỗ trợ biến thành kháng cự, và ngược lại giá đi lên thì kháng cự thủng, thì đây vùng chính là vùng hỗ trợ. Nó cần gắm ra này, lên dài đó, thủng lên, giá thủng lên chỗ này thì này chúng ta vẽ một đường line ngang qua. Đây là vùng kháng cự cũ này, thì khi giá nó tuột xuống đây, nó gặp ngay vị trí kháng cự thành hỗ trợ, thì đây kháng cự thành hỗ trợ, nó sẽ giúp cho nếu có điều kiện reaction thì chúng ta sẽ thủng mua đó. Và cái đây là cái tầng sân thượng lúc đầu này, nó thủng lên đây, thủng lên nữa, xong rồi cái vùng đây là vùng kháng cự cũ bị thủng luôn, thì khi giá nó quay lại thì vùng kháng cự hồi nãy đó nó sẽ biến thành hỗ trợ. Đây vẽ đường line ra, tiếp tục giúp cho ta thủng lên, rồi tương tự ta vẽ ngang ra xuống đó, nó chạy theo mô hình vậy đó. Đó thì đây những vị trí kháng cự thành hỗ trợ, kháng cự thành hỗ trợ đó, rồi kháng cự thành hỗ trợ vậy thôi. Rồi chúng ta quay lại đây, đây những vị trí này, vị trí nào ví dụ mà nửa chừng mà là nó không có in, nó bị ấy đó. Đây vậy xem, đây đó, đây là những cái vị trí mà đang hình vẽ nãy đó, hình vẽ này đó, vậy xem có nghĩa nó đang chạy theo có những cái vị trí là kháng cự này, kháng cự này, kháng cự này, kháng cự này, nằm trên đỉnh, nằm trên đầu kháng cự, dưới này hỗ trợ này, hỗ trợ này, hỗ trợ, hỗ trợ, giá reach out ra, nó tạo ra đây là vùng hỗ trợ mới, tạo ra vùng hỗ trợ mới. Khi giá nó quay lại ha, giá quay lại ha, nó quay lại, nó gặp cái vùng hỗ trợ cũ thì ngay vị trí này biến thành cái gì, giá từ hỗ trợ mới quay lại vùng hỗ trợ cũ thì nơi này sẽ thành kháng cự. Và kháng cự này, vùng kháng cự này nó có dấu hiệu, đúng rồi, kháng cự này nó có dấu hiệu reaction, là cơ hội để chúng ta thực gì, đè đầu chúng ta bán xuống đó, tương tự vậy đó. Rồi thế cứ thế ở đây cũng vậy. Đây, anh chị xem những cái trường hợp này, trên đầu này kháng cự ha, hỗ trợ, đây cũng là hỗ trợ này, nó cái gần trước đi, hỗ trợ này đó, và đây hỗ trợ đó, thấy không, giá chạy trên vùng này, reach out ra khỏi cái vùng vùng là vùng này, reach out khỏi vùng vùng hỗ trợ ha, thủng ra vùng hỗ trợ luôn, từ kháng cự xuống thủng hỗ trợ, nó tạo thành một vùng vùng này là vùng hỗ trợ mới. Và khi hỗ trợ mới nó quay lại, nó chạm với cái vùng hỗ trợ cũ, nó biến thành vùng kháng cự, kháng cự này là thị trường nó sẽ đẩy thủng luôn đó, thủng luôn, tương tự như thế, cứ thế mà tiếp diễn hoài, tiếp diễn ở đây cũng vậy, cứ thế mà tiếp diễn hoài. Đây 1, 2, 3 đó, đây là những cái vùng kháng cự, đây là những vùng hỗ trợ đó, vùng hỗ trợ ha. Khi giá nó thủng này, nó thủng xuống, nó quay lại, nó test thì nó gặp những cái đường, những cái vị trí này là tiếp tục thủng tiếp đó, ví dụ vậy, nó sẽ giải ra liên tục cho đó. Anh chị xem ở đây những vùng này này đó, vùng này này, vùng ngắn này đó, à này kháng cự này, kháng cự này, hỗ trợ này, hỗ trợ này, giá thủng xuống hỗ trợ, thủng luôn thì nó quay lại, thì điểm hỗ trợ cũ thành kháng cự, đẩy cho thị trường đi xuống đó. Và chúng ta sẽ xem cái cặp khác là vùng, chúng ta ví dụ lại cái trường hợp nãy, đây trường hợp này, trên đỉnh này kháng cự này, kháng cự này, kháng cự này, kháng cự này, hỗ trợ này, hỗ trợ này, hỗ trợ, hỗ trợ đó, thấy không. Rồi anh chị xem thấm như thiết không, và reach out đâu à, thấy không, thì reach out ra, reach out ra khỏi cái vùng kháng cự á thì nó quay lại đây, thì vùng đây là vùng gì, gặp lại cái vùng kháng cự cũ thì vùng đây là vùng gì, vùng này này, vùng này gọi là vùng gì,
Đúng rồi, vùng hỗ trợ, tạo ra vùng hỗ trợ. Thì đây, kháng cự cũ sẽ biến thành vùng hỗ trợ. Và hỗ trợ này để giúp cho chúng ta thực hiện lệnh mua lên. Rồi, đó. Rồi, đó là ý nghĩa vùng hỗ trợ kháng cự ha. Anh chị phải về ôn lại cái này cho kỹ. Nắm ví dụ lầu này kia cho anh chị dễ liên tưởng thôi. Còn anh chị là cứ nhìn vào đồ thị anh chị vẽ, anh chị nhận dạng ra, anh chị phải vẽ cho được là cái nào hỗ trợ, cái nào kháng cự. À, không được. À, ví dụ mình vẽ ra mình đặt cái đường lai. Cái mẹo là đặt cái đường lai. À, ví dụ mình đặt lai, thấy những cái điểm, những điểm mà nó tiếp xúc này nhiều quá. Đó. Những điểm tiếp xúc này, nếu mà giá nó đi lên, điểm tiếp xúc mà trên đỉnh á thì nó là kháng cự, mà giá nó lên nó quay là lai, là những cái điểm này này là giúp cho chúng ta thực hiện một lệnh mua lên. Đó, bình thường ví dụ vậy. Nhưng mà trường hợp này nó reach out lên rồi, nó quay lại, nó test, nhưng cuối cùng nó thủng luôn chứ nó phải mua. Đó, là chuyện này chúng ta bị fail là chuyện bình thường, không có gì hết. Không phải là hỗ trợ kháng cự nào cũng hoàn chỉnh đâu nha. Ví dụ vậy. Thì chúng ta phải dựa vào nhiều yếu tố trendline nữa. Yếu tố trendline, ví dụ ra cái trendline. Chúng ta sẽ sắp tới chúng ta sẽ đụng tới trendline. Đó. Đụng trendline mà khi nó reach out cái nến này xuống dưới trendline rồi thì cái xu hướng này nó không còn là hỗ trợ này, không còn giữ được nữa, mà nó sẽ tiếp tục hỗ trợ, nó sẽ thủng luôn, tại phá trendline rồi thủng. Ví dụ vậy. Chúng ta sẽ học tới một cái hướng nữa. Sideways là những cái trường hợp nó dằn co một chỗ. Đây là sideways này, không rõ xu hướng. Đây là sideways này, cứ nến kề nhau, nến nhỏ nhỏ li ti nó nén lại một chỗ, gọi là sideways. Sideways gọi là nén, người ta gọi là vùng nén, người ta gọi là sideways. Ví dụ như cái nến nguyên một cái vùng này thế này, cứ năm miếng chỗ này nó không đi lên đi xuống rõ ràng xu hướng dài, mà nó cứ nằm miết chỗ vùng này thì gọi vùng nén. Khi những cái vùng nào mà anh chị để ý, vùng nào mà nến nó nằm kề với đường EMI, cái đường này này, nến hay gọi là giá, mà nằm sát rịch cái đường EMI thì đường đó là vùng, đó là vùng sideways. Mà khi nào mà giá nó đi xa khỏi đường, cái đường này này, thì nó là do rõ xu hướng, nằm sát sideways. Đây sideways, đây sideways, sau này học tới chuyện đó, bây giờ chúng ta sẽ biết vậy thôi. Đó, đây là tại nhà này, đây là nén biên độ lớn này, đây gọi là sideways biên độ lớn này. Biên độ lớn là tại sao, là dung lượng, là cái khoảng cách nó xa đó, chúng ta đo khoảng cách này tới hàng trăm pip lận xa. Đó. Còn những cái nén thế này là gọi là nén này, đó, cứ nằm miếng cục vậy đó, đi lên đi xuống, lên xuống, giá nó chạm trong đường thì gọi là nén. Đây nhà này, đó. Mà khi nén mà reach out là bung cực mạnh nha, reach out xuống dưới bung cực mạnh, reach out trên bung cực mạnh. Chuyện đó chúng ta sau này chúng ta học cái chuyện đó. Đó. Ví dụ đây là nén này. Đó, những cái nén đây là nén bị độ lớn này. Đó, ví dụ vậy. Đó, đây là nén này. Rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục trở lại bài học. Rồi, coi như chúng ta đã xong phần hỗ trợ kháng cự. Chúng ta sẽ quay về cái phần tiếp theo quan khá quan trọng, chính là phần trendline, đường xu hướng. Anh chị nào vẽ sai trendline là anh chị sẽ không bao giờ mua bán được. Trendline để mà gọi là gì, thiên hạ hay gọi là trend is your friend, có nghĩa là xu hướng là bạn. Ai đi ngược xu hướng là những người chống lại, tất cả những người không phải là bạn, mà nó không phải là bạn là kẻ thù, mà là kẻ thù thì luôn luôn sẽ đấu đá nhau, là chỉ có phải có người bị thương, hoặc là hai người cùng đai. Đó, nên là đi ngược xu hướng thì chúng ta sẽ dễ bị đai. Chúng ta không đai thì cái người kia bị đai. Đó, ví dụ vậy, thì qua lại sẽ có người chết. Ví dụ vậy, thì chúng ta nhà đầu tư này thắng thì nhà đầu tư kia thua, mà nhà đầu tư ngược lại nhà đầu tư kia thua thì mình thắng. Ví dụ vậy. Thực ra cái trò chơi này là gọi là zero sum game đó. Thì có nghĩa là sẽ có người thắng và người thua, chứ không thể nào là giống như một cái là nó đi thẳng lên mà là chỉ có người thắng không có người thua. Ví dụ vậy, thì trường hợp này như vậy, nhiệm vụ chúng ta là xác định được đường xu hướng. Đó, thì nãy chúng ta học hỗ trợ kháng cự rồi, thì những cái vị trí này là vùng hỗ trợ kháng cự để giúp cho chúng ta việc là ví dụ đây là gì, anh chị xem cái đây là gì nè. Đó, mới học xong cái này là gì. Đó. Nào, kháng cự nè, đây hỗ trợ này, giá quay lại cái vùng hỗ trợ lúc nãy thì biến thành kháng cự nè, thì xuống nè, rồi đây cái này nè, kháng cự nè, hỗ trợ nè, đó, và giá
trên này quay lại gặp cái vùng kháng cự nãy thì biến thành hỗ trợ này, đẩy giá đi lên tiếp. Thì những trường hợp này chúng ta nối tất cả những cái vị trí điểm hỗ trợ, điểm kháng cự lại với nhau, thì chúng ta sẽ tạo nên một đường trend line. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ nối các đỉnh, các đỉnh, các đáy lại với nhau để tạo thành một đường trend line. Đó, đường trend line có nghĩa là những cái điểm hỗ trợ này tạo thành một cụm, những điểm hỗ trợ nó tạo thành một cụm, thì một cụm này thì chúng ta nó sẽ hình thành gọi chúng ta gọi là một cái đáy. Đó, một cái đáy, gọi là một đáy. Đó, ví dụ vậy. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ giải thích về trend line trước, trend line giảm trước. Thì trong hai cái trend line, nguyên tắc là trend line giảm luôn luôn lực đi mạnh hơn nhiều cho trend line lên ha, anh chị nhớ nha. Chúng ta đi lên lầu, tốc độ đi lên lầu hay tốc độ đi leo núi, leo lên đỉnh núi sẽ luôn luôn chậm hơn nhiều so với những người trên núi đi xuống dưới đất, trên núi đi xuống dưới đồng bằng ha. Tốc độ lực xuống sẽ luôn luôn nhanh và mạnh hơn nhiều so với lực lên ha, anh chị nhớ điều này để biết là những ai lệnh nào bán thì luôn luôn bán sẽ kiếm lời nhanh hơn những lệnh mua lên. Lệnh mua lên sẽ bị nặng, đi lúng động chậm chạp mệt lắm. Đó, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ học về vẽ đường trend line đi xuống. Đường trend line đi xuống này thì chúng ta xác định được sao cho được hai điểm, hai điểm, hai cái đỉnh, hai cái đỉnh ha, xác được hai cái đỉnh và chúng ta nối hai cái đỉnh lại với nhau thì chúng ta sẽ có một cái đường trend line đi xuống, với điều kiện là đỉnh sau phải thấp hơn đỉnh trước là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, đáy sau là cái vùng hỗ trợ sau á phải thấp hơn vùng hỗ trợ trước, thì lúc đó chúng ta mới tạo thành một đường trend line đi xuống. Nhớ anh chị nhớ ha, nhớ nha, hai cái này là phải có điều kiện này ha, hai cái điều kiện này. Còn nếu không có một trong hai điều kiện thiếu, ví dụ tới đây thôi, nó chạy tới đây, nó tới đây, tới đây, cái dừng dài, tới đây, nó dừng dài, dừng dài, nó miết nằm đây, có nghĩa là đáy nằm đây, nó bằng với đây, thì lúc đó đường đây không phải là đường trend line đi xuống anh chị ha, không phải ha, không thỏa điều kiện, tại vì giá ngay chỗ này chưa break out ra khỏi cái đáy cũ, nó không tạo thành đáy hai thấp hơn đáy cũ, thì đây không phải là đường trend line đi xuống, mà chúng ta chỉ có thể vẽ một hình tam giác, một hình tam giác này thôi, nó đang chạy trong cái tam giác này thôi, chứ không phải là đường tam giác hay gọi đường kênh giá thôi, chứ không phải là kênh giá, chứ không phải là đường trend line, anh chị nhớ chỗ đó ha. Để có trend line đúng thì điều kiện phải có hai điều kiện, đỉnh sau phải thấp hơn đỉnh trước, đỉnh trước, và đáy sau phải thấp hơn đáy trước thì tạo thành một đường trend line đi xuống. Chúng ta sẽ đi tìm đường trend line đi xuống. Rồi, đây anh chị xem, đây là một đỉnh, thấy không? Nếu như anh chị đây này, đây là đỉnh thứ hai, anh chị xem để thấy mấy đỉnh, đây là đỉnh thứ ba. Đó. Nếu như mà giá nó đâu không có được ở chỗ này, giá nó chưa đỉnh đây mà nó chỉ có 1, 2, 3 đỉnh mà giá nó đều nằm đây thì lúc đó chúng ta không được phép vẽ đường trendline thế này, trendline thế này, tại vì giá cái chỗ này, vùng này nó chưa rít đâu khỏi vùng này, nên là đây ngay đây chưa phải là đỉnh, chưa phải là đỉnh. Đó, nên đỉnh chỉ khi nào ngay chỗ này không phải là đỉnh. Tại sao? Sao cái vùng này nó không, giá này không rít đâu khỏi vùng này, cũng như là đáy sau không thấp hơn đáy trước, mặc dù đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đây là đỉnh một này, đây là đỉnh hai này. Đó, thỏa điều kiện hai đỉnh, đỉnh sau thấp đỉnh trước, nhưng đáy một, đáy một lại bằng với đáy 2, thì lúc đó trend line cái này chúng ta không được phép vẽ, thấy không? Và khi mà giá nó thủng dưới đây rồi, giá nó thủng dưới đây thì có nghĩa là đây nó tạo thành một cái đáy mới này, hay là đỉnh 1 này. Đó, đây là đáy 2 này, thấy không? Đây là đỉnh 1 này, đây là đáy 1 này, đáy 1 chỗ đó. Ví dụ vậy, cái vùng này luôn á, mọi người vùng này luôn. Đó, đây à. Rồi, ngay chỗ đây sẽ là đỉnh 2. Đây là đáy 1. Đáy 2. Đó, thì lúc đó chúng ta sẽ được phép chúng ta nối một đường trend line.
vùng này luôn nha, ngay cái vùng này, nguyên cái vùng này, cụm này là đáy một ha. Chúng ta sẽ vẽ đường trên line từ trên này, chúng ta sẽ kéo xuống như này đó, thì đây chính là đường trên này đi xuống, trên này đi xuống, tạo chúng ta có hai đỉnh đó. Đáy chỗ này một đáy, đáy sau này đáy thứ hai, không? Đáy hai này thấp hơn đáy một thỏa điều kiện, đỉnh hai này thấp hơn đỉnh một thỏa điều kiện, chúng ta sẽ có một đường trend line đi xuống đó, trend line đi xuống. À, tương tự chúng ta sẽ tìm chỗ khác nó rõ hơn chỗ này. À, chỗ này không được, chỗ này không được này ha, chỗ này không được, hai đáy này bằng nhau ha, nên chúng ta nối này là cẩn thận ha. Ngay chỗ này nó chỉ là một cái đường kinh giá hay là một đường tam giác rít chạy trong trên giác và rít out là thôi, chứ ngay chỗ này không phải là trend line, cẩn thận chỗ này. Thì đó là luật theo luật cung cầu thôi, còn trước giờ một số anh chị học thì nó cũng là trend line bình thường, anh chị học mà theo kiến thức cũ á thì nó là trend line, nhưng mà theo kiến thức quy luật của cung cầu á thì không đủ điều kiện, không đủ điều kiện. Ví dụ vậy, cái đường này không đủ điều kiện nhưng đường khác thì đủ điều kiện, đường khác đủ điều kiện. Ví dụ đường này chúng ta bắt đầu đỉnh một cái line ha, và ngay chỗ này bắt đầu đỉnh hai, đỉnh hai, và ngay đây chỗ đây đáy một, và ngay đây đáy hai, thì lúc đó chúng ta sẽ kéo, được phép kéo đường trên line thế này đó. Thì lúc đó đây là trên line đang ngắn, còn đường trên từ trên này chúng ta kéo xuống thì không được phép, không được phép chỗ này đó, trên line thế này, đây là một trên line. Anh chị để ý khi kéo thì tiếp xúc nhiều điểm vô, chạm nhiều điểm vô, tiếp xúc nhiều điểm vô để cho nó đường trên line cho nó đẹp, cho nó chuẩn, nó chuẩn ha, tiếp xúc nhiều điểm vô. À, thì trên hai điểm càng tốt, nhưng mà hai điểm là đủ, hai đỉnh là đủ, hai điểm là đủ hình thành một cái trend line rồi. Nhưng mà nếu đỉnh 1, đỉnh 2, đỉnh 3, đỉnh 4 thêm nhiều đỉnh thì càng tốt chẳng hạn. Nhưng khi nhiều điểm, khi nhiều đỉnh thì dễ bị phá, nó có nguyên tắc quá tam của nó. Ví dụ này chúng ta đã có xuất hiện 3 đỉnh đó, ví dụ này 3 cái điểm tiếp xúc thì thường xuyên 3 cái điểm tiếp xúc thì tới điểm thứ 4 là dễ bị phá, quá tam 3 bạn. Anh chị để ý chỗ này đó, để ý khi nó chạy cái thế này, nó tiếp xúc một cái thế này, nó có 3 điểm tiếp xúc, nó có 3 điểm tiếp xúc này thì dễ bị phá chỗ này, dễ bị phá ha, tới điểm thứ 4 là bị phá. Hoặc là trường hợp lên chỗ này điểm 1, 2, 3 rồi, điểm thứ 4 sẽ bị phá đó, nên để ý chỗ đó. Nên là 3 điểm là tốt, 2 đến 3 điểm thôi, điểm thứ 4 là dễ bị phá. Cái gì cũng chạy quá tam ba bạn, sau này học cung cầu sẽ có quá tam ba bạn luôn. Tương tự đây cũng vậy, chúng ta cũng sẽ kéo một đường trend line, chỗ này chúng ta kéo trend line xuống đó. Đó, chúng ta có đường trend line đi xuống, và khi nó phá trend line này thì nó đảo chiều. Ví dụ vậy, đây là một đường trend line đi xuống, anh chị vẽ đường trend line. Và khi cái đường trên line thế này nè, nó dài quá thì anh chị lít phải chuột ha, chị rotate nó, lít phải chuột. Anh chị có thể vào đây, anh chị tắt cái này đi, để cho đường trên line nó ngắn lại, để anh chị cho dễ nhìn thấy chẳng hạn. Đó, muốn kéo đầu kéo, ví dụ vậy. Đó, đó, kéo đầu kéo. Thì anh chị chỉ cần vẽ đường trên line xác định, biết chi anh vẽ đường trên line, thì khi nó xuất hiện cái trên line xuống này á, trên line nó đang đi xuống, đây là có hai điểm này. Khi nó chưa có trên xuống thì anh chị, nó có được hai điểm thế này rồi mà giá nó đang nằm đây thì anh chị trên line nó xuống thì anh chị chỉ đè đầu bán thôi, có trên line xuống đè tiếp xúc vô trên line là đè đầu bán xuống, tiếp trên line đè bán xuống, mà ba điểm tiếp xúc là chúng ta không được phép đè vào bán nữa, nó sẽ đảo chiều. Dạ thôi, sau này chúng ta sẽ áp dụng vô chuyện đó. Ví dụ chúng ta có trên line đi xuống, có khi là một điểm tiếp xúc này, hai điểm tiếp xúc này, tới điểm thứ ba đảo chiều mất này không, anh chị xem. Nên là quá tam ba bạn là cũng không nên nhiều đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học tới cái phần trend line đi lên. Trend line đi lên thì cũng tương tự, nó là một xu hướng tăng để chúng ta xác định một cái hướng đi tăng để làm gì, để chúng ta tìm những điểm mua lên. Ví dụ chúng ta có hai điểm tiếp xúc, hai điểm tiếp xúc rồi, đây là dưới này nó có một điểm rồi nè, hai điểm rồi, thì đây là cơ hội chúng ta điểm thứ ba này chúng ta
vẽ cái đường trendline ra, khi giá nó hồi về đây chúng ta sẽ tìm mua lên. Tương tự, nếu như đây là điểm thứ nhất, đây là điểm thứ hai, chúng ta có được cái đường trendline phải không? Thì chúng ta giá đang nằm đây, chúng ta đợi nó té chỉ đây, chúng ta sẽ thực hiện lệnh mua lên tiếp. Đó. Thì đây cũng tương tự, nếu đây là điểm thứ nhất, điểm thứ hai, chưa có điểm đa không có nha, ví dụ đường đa không có, điểm nào điểm xuất phát đi, không có. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai thì chúng ta vẽ đường trendline ra, nhiệm vụ chúng ta là chờ cho giá hồi về đường trendline như thế này này. Có dấu hiệu price đảo chiều ở đây, chúng ta sẽ bán tiếp. Nhớ 1 2 3 điểm rồi, khi nó vô nó hồi lại lần thứ tư, cẩn thận ha. Hồi lần thứ tư là nó dễ sẽ thực hiện đảo chiều, có nghĩa là nó hồi ra này. Tới đây này, đảo chiều này. Đó. 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 Thị trường sẽ chạy ra này, đó. Tới đây, xong nó quét qua đây. 1 2 3 rồi, nó đảo chiều. Xong bắt đầu đảo chiều xong dài. À, nên vì những mà yếu bị giật yếu thì xem lại video không sao hết. À, đây nhiều người sử dụng mạng tốc độ kém á thì sẽ bị trường hợp này, lâu bị trường hợp đó. À, số người cũng không đông lắm đâu, số người này được phép là 100 người, mới 13 người thì không có nặng lắm đâu. À, video thì không ảnh hưởng gì đâu. Rồi thì trường hợp này xu hướng tăng thì chúng ta sẽ làm cần hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, đỉnh hình thành sau á sẽ cao hơn đỉnh trước. Đó, đỉnh sau phải cao hơn đỉnh trước ha. Và đáy sau phải cao hơn đáy trước, lớn hơn đáy trước. Đó, có nghĩa là giá đáy sau này phải lớn hơn giá đáy trước. Và đỉnh sau này phải cao hơn đỉnh, giá của đỉnh sau phải cao hơn giá đỉnh trước thì để tạo thành một cái đường trendline đi lên. À, chúng ta chỉ cần hai điểm tiếp xúc thôi, hai điểm tiếp xúc chúng ta sẽ kéo một đường trendline, và nếu có điểm thứ ba thì là điểm thứ ba chính là điểm chúng ta thực hiện lệnh mua lên. À, điểm thứ ba là chúng ta thực hiện lệnh mua lên theo trendline. À, và khi chúng ta có hai điểm thế này và điểm ở trên này, chúng là nếu có dấu hiệu đảo chiều chúng ta sẽ thực hiện lệnh bán xuống, ngược lại xuống để chúng ta chờ mua lên. Đó, ví dụ vậy, tương tự ra cũng vậy. Ví dụ đây những cái điểm này thế này, khi xuất hiện thế này, chúng ta sẽ có cái kênh giá, sau này chúng ta không giá, chúng ta sẽ có kênh giá, chúng ta sẽ có đường đai, qua đường đai nó song song với nhau, thì đây là những cái điểm để chúng ta quyết định lệnh bán xuống đây, ta mua lên đây, chúng ta bán xuống đây, ta mua lên đây, ta bán xuống đây, ta mua lên. Đó, ví dụ vậy, đây cũng tương tự vậy, mua lên bán xuống, mua lên bán xuống, mua lên bán xuống, mua lên. Thì sau này chúng ta học kênh giá, chúng ta sẽ có chuyện đó. Thì tạm thời chúng ta sẽ vẽ được trendline trước đã, giờ chúng ta sẽ thực tập trendline tăng. Chúng ta tìm một cặp tiền để vẽ trendline tăng. Rồi anh chị xem, với cặp tiền U Canada thế này, vẽ trendline thì đôi khi chúng ta vẽ bự thế này á, chúng ta vẽ không chuẩn ha, mà đôi khi chúng ta phải thu nhỏ lại dài để chúng ta tổng quan được cái thị trường. Ví dụ thu nhỏ xuống, người ta biết được cái tổng quan của thị trường, ta vẽ đây. À, ví dụ vậy. Đây là một cái điểm tiếp xúc đầu tiên ha, là đáy một này. Đó, thấy không? Và ta nối trên này là một cái đỉnh một này, đỉnh một, đáy một, rồi xuất hiện đây, đáy hai, và đỉnh ra chỗ này, đỉnh hai ha, đỉnh hai này phải cao đỉnh một, đáy hai này phải cao đỉnh một, thì có một đường nối một đường trendline thế này, đó là một trendline tăng. Đó. Thì sau này chúng ta học cái trendline tăng này, chúng ta giữ đúp lên đó, chúng ta giữ phím control, chúng ta kéo qua đây, nó tạo thành một kênh giá tăng. Rồi sau này học kênh giá chúng ta sẽ có trường hợp đó. Rồi sau này kênh giá đó, thì đây là một cái trendline lớn tổng quan mà dành cho những giao dịch mà dài hạn thôi, còn chúng ta giao dịch trung hạn này kia chúng ta sẽ phóng đại lên tí, chúng ta kiểm soát cái đường trendline nhỏ hơn tí. Đây chúng ta sẽ qua này, đây là một cái vùng đáy một, không? Và đây là một cái gì, đỉnh một, và đang ở điểm này đáy hai, và điểm này đỉnh hai. Đó, ta có những điều kiện thỏa điều kiện, à đỉnh hai cao là đỉnh một, đáy hai cao đáy một, chúng ta sẽ nối một đường trendline đi lên. Đó, tiếp xúc nhiều điểm vô, à, tiếp xúc
đừng có vẽ cho nó đẹp đẹp tí nha, đừng có vẽ cắt vô nén, đừng có vẽ cắt vô nén và cũng đừng vẽ lệch xa nén, xa cái bóng nén, tại vì vẽ vậy là sẽ không chuẩn. Có thể là vẽ dài, nếu tiếp xúc có thể vẽ dài đó. Đó. Tiếp xúc nhiều điểm, chúng ta sẽ vẽ có thể là bỏ bóng nến chỗ này ra nhưng mà nó tiếp xúc được nhiều điểm, chỗ này và chỗ này, chỗ này, chỗ này, nó chuẩn thì đó. Nhưng mà dù thế nào vẽ thế nào đi nữa, top lót chúng ta cũng luôn luôn đặt xa với bóng nến, nên là anh chị vẽ dài cũng được. Đó, vẽ dài cũng được. Anh chị vẽ dài á, vẽ cái thế nếu mà ngay cho bóng nến này không á thì đôi khi chúng ta đặt lệnh chúng ta sẽ bị hụt. Ví dụ chúng ta đặt lệnh ngay chỗ đây, ta đặt lệnh bay lên mình chỗ đây, chúng ta chờ giá cho nó hồi lên trên, nó hồi xuống bay lên mình chỗ đây, thì chúng ta cái điểm giao nhau là chỗ này, chúng ta tờ mua chỗ này, thấy không? Còn một người khác người ta vẽ cái trên line thế này, đó, trên line sát trên tiếp xúc trên này, thấy không? Thì trên tiếp xúc này thì lúc đó người ta chờ mua là chờ mua ngay chỗ này, ngay chỗ này. Thì chúng ta nãy chúng ta vẽ trên line như này, chúng ta chờ mua như này thì điểm chúng ta lại hụt so với người ta chờ mua như này, người ta chưa mua được chẳng hạn. Còn nếu những anh chị nào vẽ trên này thì bị thiệt hại là dễ dính lệnh, nhưng stop loss chúng ta lỡ là stop loss chúng ta đặt ngay cho vị trí này mà ngay cho vị trí này nó có một cái đường trendline chuẩn như này thì stop loss chúng ta đặt cái này chúng ta sẽ bị đá stop loss đó. Nên vẽ trendline sai cũng là rất cực kỳ nguy hiểm. Chỗ này một người một thực hiện lệnh mua ở đây và một người thực hiện lệnh mua ở đây, hai cái lệnh mua khác nhau và lệnh mua ở đây stop loss ngay chỗ lệnh mua cũ của người kia, thì cái người mua sớm đôi khi không phục lệnh nhưng cuối cùng lại đá stop loss đó. Còn những người hụt lệnh nhưng rất ít bị đá stop loss, tại vì người ta mua ở đây stop loss người ta đặt chỗ đây, còn cái người mua ở chỗ này thì stop loss người ta đặt ngay chỗ đây, đặt ngay chỗ vị trí mà chờ mua của một người khác đó. Vì thế trendline phải chuẩn, chứ cần vẽ không chuẩn thì dù vẽ sớm hay muộn chúng ta phải nên nhớ chỗ này chúng ta phải trừ hao ra một người chỗ này, chúng ta vẽ nhiều đường vô để chúng ta so sánh. Và này nghe này, ví dụ một người mua lệnh mua ở đây và một người lên mua đây thì làm gì làm ít nhất hai người phải top loss nằm đây, top loss nằm đây, ví dụ vậy. Thì người mua sớm này cũng không bị đá, nếu nó quay về tới đây không bị đá top loss, thì sau này chúng ta sẽ học cung cầu để chúng ta giải quyết cái trường hợp này. Bây giờ chúng ta không học cung cầu nên chúng ta khó khăn trong vấn đề này, sau này chúng ta học cung cầu chúng ta sẽ vẽ quyết giải quyết được cái đây. À đây là vùng cầu, top loss chúng ta sẽ luôn luôn nằm dưới này, dù trên line nằm ngay chỗ đây, dù mua trên đây mua chỗ đây cũng vậy nữa, top loss chúng ta phải nằm dưới vùng cầu này. Vì thế chúng ta không care chuyện nào là chuyện đó. Ai mua sớm thì dính lệnh sẽ chịu âm một tí, ai mua trễ dính lệnh đi quay đầu không chịu âm, dạ thôi. Chúng ta sẽ dùng cung cầu chuyện đó sau này. Rồi, đó là tất cả những cái kiến thức mà hôm nay chúng ta phải nạp, có nghĩa là hỗ trợ, kháng cự, rồi kháng cự biến thành hỗ trợ biến thành kháng cự, rồi trendline giảm, trendline tăng, và tất cả mô hình nến, mô hình nến, tất cả này bài học này rất nhiều. Vì thế em cho trừ hao ra được cho anh chị là mấy ngày, có nghĩa là thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, 4 ngày để anh chị ôn, tới ngày thứ tư là anh chị sẽ vào những kiến thức mới, mà những kiến thức này kinh khủng nữa. Vì thế anh chị nào không chuẩn bị kỹ những kiến thức cũ thì anh chị vô bắt đầu thực hiện những kiến thức mới thế này thì anh chị sẽ bị quá tải. Đó là lý do tại sao em giãn cách ra cho anh chị rất nhiều cái thời gian để anh chị ôn cái này ha. Nên bài học hôm nay những anh chị nào vắng thì phải xem lại ngay, xem lại ngay. Thì em sẽ cố gắng làm sớm để cho anh chị có được cái video này, anh chị phải vô xem lại cho kịp và học đi học lại. Nếu anh chị nào không xem kịp thì anh chị có thể xem lại những video cũ. Những video cũ đã có tất cả những kiến thức này rồi trong cái channel, trong cái channel mà em gửi cho anh chị, channel 1, channel 2 á, channel 0, channel 1 là hai cái channel mà anh chị đã có kiến thức này rồi, anh chị có thể ôn lại. Em đã gửi anh chị đều có, tất cả anh chị đều có đây hết rồi. Đây. Cái channel 0 này, channel 1, hai cái channel này, channel 0 là channel ôn lại căn bản từ variation này, rồi kênh giá này, rồi trendline là có hết. Đây. Anh chị phải ôn lại cái này. Học xong cái video này xong ôn thêm 4 cái video trong này nữa cho em. Còn cái video học nâng cao này anh chị chưa vội ôn cái này. Cái video này là dành cho giữa tháng 5 anh chị mới đụng tới nó. Anh chị học trước cái này cho em 4 cái này là đủ rồi. Và những cái video 1 2 là anh chị là đã ok rồi, là có thể nắm được kiến thức. Còn những thời gian còn lại thì chúng ta sẽ học khá sâu, khá nhiều kiến thức.
nên chị lại cố gắng phải chủ động. Chị mà không chủ động thì chị nạp không nổi đâu. 4 năm chị truyền lại cho anh chị trong 12 buổi, và 12 buổi sau đó anh chị tiếp tục học tiếp 12 buổi khóa sau. Khóa sau nó có anh chị học theo học tiếp, khóa sau có chị học tiếp, học liên tục với em trong vòng 2 năm thì anh chị mới gọi là gì, hiểu được. Còn không bao giờ anh chị hiểu á, nhưng đảm bảo với anh chị là anh chị sẽ bị rối. Dù có hiểu đi nữa nhưng mà anh chị khi vô lại thị trường anh chị sẽ vẽ sai tứ tung hết, không đọc được nến, vẽ sai là chuyện bình thường, nên anh chị đừng lo. Rồi anh chị cũng sẽ tiếp thu được. Rồi bây giờ còn lại 5 phút cuối cùng để dành cho anh chị nào thắc mắc, cần thắc mắc hỏi gì thì em sẽ giải đáp luôn. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ và chúng ta sẽ dành thời gian để ôn tất cả kiến thức từ hôm bữa giờ. Có anh chị nào đặt câu hỏi ha? Trong cái channel thế này anh chị phải follow nó để nhận tin mới liên tục ha, subscribe nó để nhận tin mới liên tục này. Và trong này anh chị kéo xuống dưới đây, học Forex bắt đầu từ đâu là có tất cả những kiến thức này thì anh chính là gửi trên group cho anh chị rồi đó. Trên group gửi anh chị đã có tất cả những kiến thức này rồi đó. Còn sàn thế nào thì đây, những cái sàn kiến thức cũ của một năm trước em đã tạo cho các anh chị cũ, đều quan trọng hết. Nên anh chị nào có thời gian rảnh cứ học hết. Và đây hướng dẫn sử dụng NT4 khá đầy đủ. Thì trong cái link mà gửi cho anh chị lúc đăng ký thì anh chị đã có hết thứ này rồi. Đây em chia ra mục để cho anh chị dễ hiểu thôi, chứ còn cái link của anh chị là anh chị full tất cả chức năng rồi. Anh chị có thể vô đây để ôn lại kiến thức. Còn bí quyết thành công thế này thì sau này anh chị sẽ có rảnh thì anh chị xem này, tại là những cái kinh nghiệm của em bao nhiêu năm trời em sưu tầm lại hết, để lại hết. Thì trên này nó có đầy đủ. Rồi những kiến thức này là nâng cao. Sắp tới chúng ta sẽ học. Cái gì ạ? Đó, mọi thứ là trong cái playlist này, mọi thứ nó có rất nhiều cái. Thì anh chị có rảnh giờ nào thì học thêm cái đó. Tại chúng ta có 2 năm để chúng ta học kiến thức, 2 năm chúng ta học kiến thức là 10.000 giờ để chúng ta hoàn thành. Trong này nó có nhiều cái bí quyết học Anh văn nữa. Forex này để hiểu được, để học được chiến thuật nước ngoài thì chúng ta sẽ hiểu Anh văn. Còn đây, anh chị muốn hiểu về nến thì trong những cái đăng ký vào những email của em đó, thì luôn luôn nó có gửi những cái giới thiệu về nến thế này. Anh chị nào giỏi tiếng Anh thì anh chị vào đây có thể học thêm nến, những cái nến hồi nãy mà anh chị học đó nè, thấy không? Hammer này, thấy không? Inverter Hammer này, thấy không? Doji này, thấy không? Harami này, thấy không? Có đây hết đó, là sau này anh chị học thêm những cái đống này nữa đó, bằng tiếng Anh. Nhưng anh chị để ý, nếu mà tiếng Anh nghe không rõ thì anh chị để ý có thể để ý bằng cái hình ảnh, ví dụ. Hoặc là anh chị có thể dùng cái chiêu này nè, dùng cái chiêu này để hiển thị lên tiếng Anh này, anh chị xem, anh chị tra. Ví dụ vậy, là những cách cho anh chị học thêm những cái nến hôm nay đó. Rồi trường hợp này, đây là một vùng nữa, vùng này cũng có trong playlist này, nó có đầy đủ hết đây, những cái nến mà anh chị sẽ học đây này đó. Ví dụ vậy đó, đó. Đây là cái mô hình sau này này, Inverter Hammer này, Hammer này, Dragon Doji này đó, đó chị có đầy hết này, thấy không? Ví dụ vậy. Đó, Inverter Hammer anh chị xem. Đó. Đó này đó. Đó, này hiện tại là không? Đau trên này, thấy không? Úp này, gặp cái này này, một cái xác nhận tăng này, thấy không? Cái confirm này và đảo chiều lên. Đó. Có hết kiến thức đây rất nhiều. Em đang tổng kết cho nãy giờ cho anh chị đi nhanh để anh chị ái học thôi. Sau này anh chị nạp hết những thứ này vô cho em. Phải có một năm đầu tiên để cho anh chị nạp mấy thứ này lên cho em. Nó còn cũng chua lắm chứ không phải dễ đâu. Những anh chị nào lớn tuổi thì học hơi khó một tí, anh chị nào trẻ tuổi thì cố gắng, lớn tuổi thì cũng càng cố gắng nhiều hơn, gấp đôi thời gian sẽ bị gấp đôi. Nếu anh chị nào không có câu hỏi gì hết thì đây là những kiến thức khá quan trọng, nền tảng là cho anh chị thành công ở nghề này. Vì thế anh chị phải chủ động học lại giùm em tất cả những gì ở video này em nói, cũng như những cái trước giờ cái ghi chú của em hướng dẫn lúc vào đăng ký. Vào đăng ký thì anh chị cũng làm theo, học tới khi nào hoàn thành thì thôi. Rồi ok, video sẽ dừng ở đây. Cảm ơn các anh chị ha, hẹn các anh chị vào tuần sau.